Rồi thì thấy chưa thầy? Rồi, thầy thấy rồi, nhưng mà đừng đứng số này show cho thầy cái mô hình cơ sở dữ liệu á, chứ đừng show thầy code làm gì. Thầy đâu biết code cơ sở dữ liệu này làm gì. Rồi. Rồi đây thì trước hết ở cái phần này thì phải đăng nhập, chúng ta có một cái tài khoản gì, chúng ta phải cần có bản tài khoản. Tài khoản của em đâu ta? Đây bản tài Dùng to lên nha, dùng to lên tiếng nữa. khoản của em này. Rồi, được rồi, thấy rồi. Bây giờ Rồi chúng ta sẽ đi, các bạn lưu ý là cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ trình bày những cái bảng nào chính trước, hay chúng ta đi từ những bảng chính trước rồi chúng ta mới đi qua những bảng phụ sau. Và nhớ là nó có phải có liên quan tới cái đồ án của mình nha, cái layout của mình ha, chứ đừng có làm cái layout một đường rồi cái cơ sở dữ liệu một nẻo nha các bạn. Nó map lại không được rồi khó lắm ha. đây tài khoản trước hết là sẽ có email khóa chính, có phụ là mã loại tài khoản, mật khẩu, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại và trạng thái. Rồi tiếp theo sẽ đến chủ của ta là sản phẩm đi. Sản phẩm thì ở đây sản phẩm thì đây, bảy sản phẩm ở đây của em sẽ có sản phẩm là sẽ ba thuộc tính, sẽ làm khóa chính là mã sản phẩm, mã màu và mã size, khóa ngoại là mã loại, mã thương hiệu, tên sản phẩm, hình ảnh, mô tả, giá, số lượng và trạng thái. Thì đây màu em có bảng màu, mã màu, tên màu và trạng thái, khóa chính là mã màu, khóa bảng size. Đây sai đây. Sai thì trong bảng sai chúng ta có khóa chính là mã sai, tên sai và trạng thái. Thương hiệu thì em lấy khóa chính là mã thương hiệu, tên thương hiệu và trạng thái. Rồi có bảng loại sản phẩm thì mã loại là khóa chính, rồi tới tên loại, trạng thái. Tiếp theo là sẽ tới giỏ hàng. Giỏ hàng thì em sẽ có bảng giỏ hàng. Giỏ hàng thì em sẽ có mã giỏ hàng là khóa chính, khóa phụ là khóa ngoại là email. Sẽ hướng tới bảng tài khoản và trạng thái. Thì giỏ hàng có chi tiết giỏ hàng. Chi tiết giao hàng thì có mã chi tiết, trong đó thì có mã sản phẩm, mã màu, mã size và mã giao hàng. Rồi rồi, tạm thời mình dừng ở đây lại tí ha. Để rồi Em kéo xuống em cái giỏ hàng này là em lưu lại cái những cái lựa chọn của cái user đúng không? dạ Mà tại sao trong này em lại dùng email? dạ Trong này trong giỏ hàng này thấy em lưu cái trường email, tại sao dùng trường email? Dạ email thì nó lấy để nó biết được cái giỏ hàng của tài khoản nào thầy. Email là cái khóa chính của em đó thầy. Tại sao con mà email là khóa chính hả? Dạ email là khóa chính của em bên bản tài khoản. Ừ, rồi Dạ rồi. ok. Dạ rồi.
đó là bảng giao hàng và bảng chi tiết giao hàng. Tiếp đến là sẽ đến bảng thanh toán không ta, thanh toán thì sau đó sẽ xuất ra hóa đơn không thầy, em sẽ xuất ra hóa đơn, hóa đơn không ta, hóa đơn đây. Bảng hóa đơn thì cũng vậy, mã hóa đơn email cho tới bảng tài khoản và trạng thái, trong đó thì sẽ có chi tiết hóa đơn. Rồi có mã sản phẩm, mã màu, mã size và mã hóa đơn. Tiếp đến là bảng rồi đánh giá. Đánh giá thì ở đây em sẽ có bảng đánh giá, của mã đánh giá cũng có phân loại là email và trạng thái, trong đó đánh giá sẽ có chi tiết. Chi tiết đánh giá thì sẽ có mã sản phẩm, mã màu, mã size và mã đánh giá làm khóa chính, trong đó có nội dung, số sao đánh giá và ngày đánh giá. Rồi từ từ chỗ này tại sao em phải tách ra thành một cái bảng chi tiết đánh giá riêng? Dạ để đánh giá tất ra thì em muốn là mỗi cái mã đánh giá sẽ có một cái chi tiết đánh giá riêng đó thầy. Vậy là có nhiều đánh giá luôn à? Một đánh giá nó có nhiều chi tiết luôn à? Dạ có thể là vậy, Là sao thầy? để em suy nghĩ lại em cái em ví dụ em ví dụ cái chỗ này thôi, một cái đánh giá mà có nhiều chi tiết như là sao? không phải vậy, là ý của em là khi mà người ta thêm một cái mã đánh giá vô là nó sẽ tạo ra một cái mã đánh giá, rồi sau đó nó có một chi tiết ở trong đó luôn. Nó vậy là nó khỏi không cần chi tiết hả thầy, vậy là một Vậy bây giờ cái thầy hỏi là cái chi tiết đánh giá đó, một một đánh giá có nhiều chi tiết không? dạ không, chỉ có một chi tiết thôi. Ờ, một một thì càng gì phải tách cái ra thành bảng chi tiết đâu. Dạ rồi, ok. Rồi sửa lại chỗ đó ha, rồi Dạ suy nghĩ rồi. lại sửa lại chỗ đó. Dạ rồi thì tới bảng yêu thích của ta. Sản phẩm thanh toán luôn. Ở đây yêu thích thì tin tài khoản trong danh sách yêu thích đây. Yêu thích thì cũng vậy luôn. Yêu thích đây. Yêu thích thì em có một cái bảng yêu thích, có mã yêu thích và email trạng thái. Trong yêu thích thì sẽ có nhiều sản phẩm nên có chi tiết yêu thích, mã sản phẩm, mã màu, mã size và mã yêu thích. Đây. Rồi tôi còn đường đường hàng loại hết rồi thầy. Còn cái Là đơn hàng của à đơn hàng rồi đúng không? đơn hàng rồi thầy, đơn hàng rồi, đơn hàng. Ủa đơn hàng nói cho Đơn ta. hàng là cái gì vậy? Dạ cái đơn hàng là khi mà người dùng người ta đặt đó thầy, nó sẽ thành đơn hàng, mà khi nào mà thanh toán xong thì nó mới chuyển đổi thành hóa đơn này. Ủa, Cái tại đơn sao phải hàng. làm vậy? Tại sao phải làm Dạ. vậy? Tại sao phải em phải tách ra cái đơn hàng và cái hóa đơn riêng? Thông Dạ tin thì của nó cũng giống nhau mà. để mình phân loại thầy, có gì thì đơn hàng thì nó chưa được thanh toán thì nó vẫn là đơn hàng thôi, còn khi nào ta thanh toán xong Vậy thì nó tại sẽ trở sao? thành hóa đơn. Ủa, cái nào thanh toán hay không thanh toán thì mình cũng có thể đặt cái trạng thái của nó mà. Chỉ cần cái trạng thái thôi, mình dựa vào trạng thái à, cái nào mới đặt, cái nào mới đang xử lý, cái nào đang vận chuyển, cái nào đã thanh toán gì đó là xong thôi, là nó thành cái hóa đơn thôi, chứ khi em tách ra thì nó thành hai cái bảng ra và nó bị trùng lắp dữ liệu rồi. Dạ rồi, ok. Hiểu không? Dạ. Đó. Rồi, bây giờ ở đây nè, từ từ. Bây giờ sản phẩm của em mô tả lại Dạ. cái bản sản phẩm của em này, sản phẩm thì có gì đây, mã sản phẩm, mã màu, mã size. Massage, dạ rồi. Rồi bây giờ em qua lại cái layout của em, Layout. cái chỗ sản phẩm, chỗ mà chi tiết sản phẩm đi. Chi tiết sản phẩm, dạ rồi, ở đây, hay là cái chi tiết này. Thương Đây. hiệu, tên, giá, tên sản phẩm, tên thương hiệu, rồi giá, rồi màu của size đâu. Màu với size em sẽ cho khi mà người ta mua thì nó qua bên giỏ hàng người ta mới chọn thầy, ở đây Rồi ok, size thiếu màu ở đây. nghĩa là một cái sản phẩm nó có thể mình có thể chọn nhiều nhiều size, nhiều màu đúng không? Được Dạ chưa? tùy sản phẩm thầy, khi sản phẩm là nó có màu thì chỉ cho chọn màu thôi. Rồi rồi ok, nghĩa là bây giờ hiện tại của em là em thiết kế là một cái sản phẩm nó có nhiều màu và có nhiều size. À dạ đúng rồi, Rồi bây giờ qua lại cái database của em xem thử nó hợp lý không? đây. Làm sao để em phân biệt được một sản phẩm nó có nhiều màu, nhiều size?
Dạ thì em cho ba thuộc tính này làm khóa chính này, thì mã sinh phẩm giống như mã 1 thì nó sẽ có mã màu khác nhau, giống như là mã sinh phẩm là 1, rồi 1, 2 là màu, mã màu số 1 màu đỏ, muốn Cái nó mã sản phẩm thành. này em lấy từ đâu ra? Dạ Cái mã sản phẩm này em lấy từ đâu ra? mình tạo ra thầy, thì mình cứ bắt đầu từ một thôi, bắt đầu từ một và sinh Vậy phẩm bây thứ giờ nhất đi. giả sử sản phẩm thứ nhất, sản phẩm Dạ một dạ rồi, nó có hai cái màu thì em lưu sao? dạ là một một mã size là một luôn, rồi cái thứ màu thứ hai thì 121 thầy. Ai làm vậy? Ai lưu vậy? Rồi cái tên nó trùng nhau thì sao? Tên sản phẩm nó trùng nhau thì sao? Thì nó chỉ khác màu thôi phải không thầy, mình vẫn là sản phẩm suy đó nghĩ nhưng mà suy chỉ. nghĩ lại làm cái này, nếu mà em muốn lưu dạng như thế này thì em phải suy nghĩ lại với các tổ chức. Nghĩa là bây giờ một cái loại một sản phẩm của mình nó em xem nó giống như là một cái danh mục sản phẩm thôi. Dạ Trong một cái loại sản phẩm đó em chia ra nó có nhiều cái chi tiết sản phẩm, dạ rồi, hiểu không? Thì mới lúc đó em mới tách nó ra thành là bản, em mới tách thành một bản chi tiết sản phẩm hoặc là bản cấu hình sản phẩm gì đó, nó mới có là mã sản phẩm nè, đi ra rồi mã màu mã size ở trong đó, và có số lượng có giá, ví dụ như là size nó khác nhau thì mà thì giá tiền nó khác nhau, hoặc là màu nó khác nhau thì số tiền nó khác nhau, giá tiền nó khác nhau, đi ra đó. Thì chỗ này lưu ý giùm cho thầy là nếu mà các bạn muốn muốn tổ chức dưới dạng như vậy ha, có nhiều màu nhiều size, với lại hoặc là một cái sản phẩm mà nó có nhiều cái cấu hình á, mà cái tên sản phẩm nó không đổi á, thì các bạn phải tách nó ra thành một cái bản chi tiết, được dạ chưa? rồi. Rồi chứ không có gom lại như thế này rồi đặt cái mã sản phẩm là một một được. Bây giờ mã sản phẩm đó làm sao mình một lần em thêm sản phẩm mới vô thì làm sao mà em tạo cái mã ra, chắc không lẽ mình đi đi bán lại cái mã hiện tại mã mới nhất của nó là bao nhiêu rồi mình lại tăng nó lên à? Ai không ai làm vậy hết, được chưa? Rồi. Rồi thì về cái database này á, của các bạn thiết kế á, thì ta thấy thứ nhất nè, thiết kế các bạn cũng có đầu tư á, cũng có chỉnh chu á ha, nhưng mà nhiều lúc do mình suy nghĩ nó chu toàn quá ha. Rồi. Xin lỗi đợi thầy tí nha, thầy nghe điện thoại tí nha. Đó ha, thì nó làm cho chúng ta thiết kế ra nó có bị dư thừa. Dư thừa ở chỗ là nhớ cho thầy ha, hóa đơn và chi tiết hóa đơn là cái thứ nhất nè nha. Cái hóa đơn với đơn hàng của em á, em gom lại thành một thôi, được chưa? Thì cái chỗ cái hóa đơn thì bỏ luôn đi, thầy nghĩ cái hóa đơn bỏ đi, em lấy chỗ đơn hàng hay hơn, đơn hàng đầy đủ hơn. Em dịch qua chỗ đơn hàng đi, các bạn khác các Rồi. nhóm khác cũng để ý giùm thầy nha. Đơn hàng lên lên trên xíu, đơn hàng nè, lên 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 trên để đây. thầy xem các. Rồi đơn hàng thì có là Dạ rồi. email, rồi ngày đặt hàng, được ghi chú trạng thái. Nhưng ở đây các bạn làm thêm một vài trường nữa, ví dụ ở đây á thầy dặn luôn các nhóm luôn, tại vì chúng ta theo cái cách như thế này các bạn, mình mua hàng thường thông thường mình nghĩ là mình mua hàng thì hàng đó thuộc về mình nhận hàng, mình là người nhận hàng, đúng không? Đó là cách truyền thống. Nhưng mà đối với thương mại điện tử đó các bạn, chúng ta mua hàng á thì không không nhất thiết mình sẽ là người nhận hàng mà là người khác nhận hàng cũng được. Ví dụ bạn mua một món quà đó, đúng không, bạn lên cái app hoặc lên website bạn đặt cái món món hàng đó, nhưng bạn không muốn bạn muốn tặng cho một người khác thì làm sao để người ta nhận hàng được? Thì mình phải có thông tin của người nhận hàng, Dạ thông rồi. tin của người nhận hàng theo kiểu truyền thống đó là chính là mình luôn, chính là người đặt hàng luôn, đúng không? nhưng mà Dạ. nhưng mà theo thương mại điện tử thì thông tin người nhận hàng có thể khác thông tin của người nhận hàng đó, thì các bạn phải 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 làm rõ chỗ này ra. Người người đặt hàng thì biết rồi đó, người đặt hàng là dùng cái account đó để đặt hàng rồi được, ok rồi, đúng không? Nhưng mà Dạ. chúng ta cần có thông tin của người nhận hàng. Thì thông tin người nhận hàng là gồm có những cái gì? Gồm có tên nè, địa chỉ nè, điện thoại, ba thông tin cơ bản nhất, đúng không? Rồi ok đó, thì một cái đơn hàng các bạn cần phải thêm phần đó vào, các nhóm khác cũng vậy nha. Thầy thấy thì dịp qua một vài nhóm thì cũng có một vài nhóm chưa chưa có làm chuyện này, để ý giùm thầy ha. Rồi cái trạng thái thì các bạn phải phải làm rõ giùm thầy cái trạng thái của đơn hàng là gồm có những trạng thái gì. Ví dụ ha,
mới đặt hàng thì là cảm thấy gì, đúng không? Rồi Dạ. lên trên hệ thống, khi mà quản trị viên người ta nhận được đơn hàng đó thì người ta sẽ chuyển qua trạng thái gì, được ha? Rồi khi mà đưa cho shipper, nghĩa là đưa cho đơn vị vận chuyển, người ta chuyển hàng đi thì qua trạng thái gì, rồi người nhận hàng thành công rồi thì trạng thái gì, hoặc là người ta không nhận, người ta trả về thì là trạng thái gì, hoặc là người ta hủy đơn hàng thì là trạng thái gì đó. Chúng ta phải suy nghĩ ra, chúng ta phải đưa ra được các cái trạng thái đơn hàng đó nha. Yeah. Thế đây thầy có thể liệt kê cho các bạn một vài cái trạng thái này, giống như là mới đặt hàng nè, chờ mới đặt hàng, chờ chờ xác nhận ha. Cái thứ hai là đã xác nhận nè, đã xác nhận là mình đã có hàng, mình xác nhận nghĩa là quản trị viên người ta xác nhận là đã có hàng rồi. Cái thứ ba là đang giao hàng, nghĩa là đưa cho shipper rồi, chuẩn bị người ta đang đang trên đường vận chuyển á, đang giao hàng ha, đang vận chuyển. Cái thứ tư là đã giao hàng thành công, nghĩa là người nhận hàng đã nhận hàng. Cái thứ năm là trả hàng ha. Nghĩa là người người nhận hàng người ta không nhận vì lý do gì đó, thì với các cái trạng thái đó thì bạn cần có thêm cái lý do, ví dụ như trả hàng hoặc là hủy đơn hàng. Hủy đơn hàng thì bạn cũng phải cần có lý do ha, đưa lý do vào đó. Thì đó là cái góp ý của thầy nha. Rồi các bạn cần phải ở đây thì thầy thấy á, các bạn khi thiết kế database á, hầu hết các nhóm luôn thiếu sót đi cái việc là các bạn không quan tâm tới cái mốc, các cái mốc thời gian mà làm dữ liệu đó các bạn. Làm dữ liệu ở đây thầy dặn luôn, để thầy gợi ý cho các bạn luôn, để các bạn có được cái nhìn tổng quan hơn về về cái thiết kế cơ sở dữ liệu, không chỉ riêng phục vụ cho cái môn này của mình, không phục vụ cho cái đồ án này của mình, mà có thể phục vụ cho nhiều cái môn khác nữa các bạn ha. Và các bạn có được cái kinh nghiệm để mình thiết kế cơ sở dữ liệu luôn, là các bạn nên tập quan tâm tới nên nên tập quan tâm tới cái các mốc thời gian. Ví dụ bạn muốn bạn thêm một dòng dữ liệu vào thì bạn phải cần cho biết được à, cái dòng dữ liệu đó được thêm vào ngày tháng năm nào, ngày giờ nào luôn. Bây giờ rồi, hoặc là người ta cập nhật cái dòng dữ liệu đó thì mình cũng cần biết được à, ngày tháng năm cập nhật cái dòng dữ liệu đó là khi nào, mới nhất là khi nào. Hiểu ý thầy không các bạn? Dạ rồi. Rồi Dạ rồi. rồi thì ở đây á, mỗi cái dòng, mỗi cái bảng các bạn nên thêm những cái trường dữ liệu để mà chúng ta lưu trữ các mốc thời gian ha. Rồi một chuyện nữa là xóa dữ liệu, đúng không? Dữ liệu có thể xóa, mình làm hàm học database rồi, mình học cơ sở dữ liệu rồi, mình có cái lệnh để xóa dữ liệu là lệnh delete, đúng không các bạn? Thì ở đây á, chúng ta cũng cần đặt ra một câu hỏi là chúng ta có cần phải xóa cái dữ liệu này ra khỏi database không. Bây giờ chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi đó. Và theo kinh nghiệm của thầy đó ha, khi mà chúng ta làm, khi chúng ta học á, thì chúng ta sẽ biết, tất nhiên là chúng ta sẽ học có lệnh xóa, chúng ta sẽ xóa được, sẽ xóa được dữ liệu. À, và khi làm dự án thực tế đó các bạn, thì hầu như người ta sẽ không xóa dữ liệu khỏi cái cơ sở dữ liệu, mà người ta chỉ đánh dấu xóa thôi. Các bạn hiểu không? Đánh dấu xóa thôi, nghĩa là dữ liệu đó nó vẫn còn trong cơ sở dữ liệu nhưng mà người ta sẽ không sử dụng nó nữa, người ta không hiển thị lên nó nữa, hoặc là không sử dụng đến nó nữa. Ta đánh dấu à, cái dòng này đã bị xóa rồi. Lý do tại sao người ta làm chuyện đó, thì bạn nói là làm như vậy thì dữ liệu không dùng tới, mà để ông đó làm gì cho nó nặng ha. Nhưng mà các bạn lưu ý giùm thầy, nếu mà chúng ta xóa đi rồi thì nó sẽ có những tác tác dụng phụ như thế này. Mình xóa đi thì nó cái cơ sở dữ liệu của mình nó gọn lại, đúng không? Nhưng mà nếu mà xóa đi nó có những tác dụng phụ như thế này. Thì lấy ví dụ đơn cử thôi, ví dụ như là mình bán hàng nha, mình làm cái app bán hàng, ở cái ngày hôm nay nè, chúng ta bán cái sản phẩm A, ok đúng không, bán được rồi, sản phẩm A rồi, có đơn hàng rồi, ra đơn hàng, người ta nhận hàng thành công rồi. Rồi mình thống kê lại cái doanh thu lợi nhuận của cái ngày hôm nay, có sản phẩm A đúng không, bán được sản phẩm A là ok. Nhưng mà qua ngày 10 ngày sau đi, bạn thấy sản phẩm A giờ là mình không còn bán nữa, bạn nói à không bán thì xóa đi chứ để làm gì, đúng không? Thì các bạn xóa sản phẩm A đi một cái, mà xóa sản phẩm A thì sao, bắt buộc thì mình phải xóa luôn các cái dòng dữ liệu liên quan tới sản phẩm A này, đúng không? Ví dụ như là đơn hàng gì đó, đúng không? Đó, ví dụ vậy. Thì mà khi xóa đi luôn ra khỏi database mấy cái dữ liệu đó rồi, thì khi mà thống kê lại cái doanh thu
thì còn đúng nữa không, thì lúc đó Đúng nó không? sai rồi, nó sai rồi, được chưa các bạn? Nên nên đó là một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi để cho các bạn thấy được cái việc là chúng ta xóa dữ liệu khỏi database thì nó sẽ có tác dụng phụ như thế nào, được chưa? Thì chỗ này chúng ta cần để ý giùm thầy, đó là cái cần lưu ý ha. Thì các bạn có thể là, một là các bạn đặt cái trạng thái, ta biết là các bạn có cái trạng thái của cái dòng dữ liệu đó ha, nhưng mà các bạn có thể đặt lên một cái cũng lưu mất thời gian là cái dòng dữ liệu đó bị xóa khi nào luôn cũng được ha. Thì nếu mà các bạn đang học Laravel đúng không, các bạn cũng có thấy biết được à, cái cách thiết kế cơ sở dữ liệu trong Laravel là nó có các cái trường liên quan tới các cái mốc thời gian đó các bạn, đó là cách hay đó các bạn, ví dụ như là create s, update s và delete s ha, thì các bạn nên có các mốc thời gian đó. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà thầy chia sẻ với các bạn để các bạn nắm, các bạn làm cho nó ok. Bây giờ rồi cái vấn đề kế tiếp đó là thầy thấy trong cái database của nhóm tí á, đang làm á, thì hầu như là các cái khóa chính á, thì các bạn để cho thầy khóa chính của các bản dữ liệu các bạn cố gắng các bạn làm như thế này là tốt rồi, nhưng mà ví dụ mình hạn chế sử dụng chuỗi làm khóa chính, lý do sao các bạn biết không? Thì mà truy vấn chuỗi đó các bạn, tốc độ truy vấn của nó sẽ lâu, so sánh chuỗi nó lâu. Các bạn nên nên ha, đây là kinh nghiệm luôn thôi, nên sử dụng khóa chính đó các bạn là một cái trường số nguyên tự động tăng cho các bạn để truy vấn dựa trên của khóa chính mà là số nguyên, nó sẽ nhanh hơn và tự động tăng. Thì khi mà chúng ta thêm một dòng dữ liệu vào thì chúng ta không cần quan tâm tới cái khóa chính đó, được chưa? Đó, khóa chính thì người ta hay dùng là giống như trong Laravel thôi, ta lấy ví dụ Laravel bạn học thì nó hầu hết nó đều có sử dụng cái ID. ID là khóa, đúng không? Có một từ ID là khóa chính, ID là số nguyên tự động tăng. Rồi vậy nói như vậy thì ủa vậy mình phá vỡ mất tất cả các cái khái niệm về các cái ràng buộc để đảm bảo là cái dòng dữ liệu đó là duy nhất ở trong cơ sở dữ liệu rồi, đúng không bạn? Nhiều khi ví dụ cái tên sản phẩm hay là mã sản phẩm đó nó bị trùng thì sao, đúng không? Thì thực ra những cái chỗ trùng đó các bạn chúng ta có thể cài đặt thêm các cái ràng buộc khác, ví dụ như là ràng buộc unit nè, hoặc là chúng ta có thể là control nó ở trên bằng bằng mã nguồn, bằng cách chúng ta viết code chúng ta xử lý những cái chuyện đó, được chưa? Và chúng ta phải ngầm hiểu à, ví dụ đi ha thầy, ví dụ các bạn lên lên chút xíu đi tí ơi, Rồi. ví dụ cái chỗ giỏ hàng và chi tiết giỏ hàng đây nè, đó giỏ hàng nãy dụ em lấy mã giỏ hàng là khóa chính là đúng không, ok cho số nguyên tự động tăng này đúng không? Dạ. Rồi lên trên này nó có cái mã chi tiết giỏ hàng, em có thể là để số nguyên tự động tăng, cái này thiếu thiếu khóa chính nè, được chưa? Dạ. Và mã giỏ hàng với mình mới hiểu được à, mã giỏ hàng và cái mã sản phẩm này là duy nhất Dạ. mã sản, được chưa? Dạ. Đó thì nhưng mà khi mà nhóm có trí thiết kế lại thì thầy nghĩ nó sẽ là mã chi tiết sản phẩm chứ không phải là mã sản phẩm nữa, và mã màu mã size trong này mình không cần, mình sẽ đưa nó vào thành mã chi tiết sản phẩm, hiểu không? Dạ. Rồi đó thì đó là một vài cái góp ý của thầy dành cho nhóm của Trí Dạ. ha. Còn còn nữa từ từ chưa chưa hết đâu Dạ. à, rồi qua nữa đi, xuống cái tài khoản thì có gì đây, email là mã loại à, chia ra loại luôn đúng không, Dạ. tên ngày sinh, ok rồi đó, đó là những cái góp ý của thầy về cơ bản về cái database của nhóm tí, và đồng thời có một vài cái góp ý dành cho các nhóm khi mà các nhóm thiết kế database nha. Rồi và các nhóm cũng lưu ý là chúng ta chịu khó mình ghi chép lại những cái mà nãy giờ thầy góp ý á, nhưng đó là những góp ý của thầy theo kinh nghiệm của thầy thôi, được chưa? Cộng với những cái cơ bản mà các bạn đã được học về được trang bị về database à, thì thầy góp ý dựa trên nền tảng đó, được chưa? Rồi các bạn nhớ ghi ghi chú lại ha, rồi các bạn xem xét lại về cái database của mình để mình chỉnh sửa lại. Nhóm trí thì các bạn lưu ý luôn là sau bữa hôm nay á, sau những cái nhận xét của thầy á, thì các nhóm cố gắng sửa lại database rồi các nhóm update lại
lên trên Classroom lại nha. Dạ. Rồi. Ok. Dạ. Cái chỗ đánh giá Dạ. thôi, cũng xem lại như tí nha, chỗ đánh giá đó nãy thầy mình có góp ý á Rồi, dạ. nha. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn nhóm tí. Tới nhóm nào? Tới nhóm nào tiếp tục? Cảm thấy alo alo rồi sao em? dạ em không thấy ai chia sẻ hết tên để em Các là góp ý của nhóm chịu khó mình chủ động lên nha các nhóm nha, đừng có để thời gian chết nha các nhóm. thấy chưa thầy. Rồi thầy thấy rồi. Dạ em cũng nãy thầy có nói là các bạn đều có ghi một tính ngày á, thì em có ghi nè, thầy xóa là cho nó là luôn á, thì là mình không có xóa, mà đây ngày xóa này là có dữ liệu á, thì là mình đã xóa nó rồi. Đây em ở đây là em bị vướng ngay chỗ hóa đơn á thầy, Từ đồng từ bây tiền. giờ em cứ trình bày hết tất cả về cái thằng database của nhóm em trước đó. Ví dụ như là cái nào chính thì mình đi trước. Thông thường thì mình làm thương mại điện tử thì sản phẩm nè, người dùng và hóa đơn thì đó là ba cái chính nha. Đây thì sẵn hóa đơn nè, em có ID là tự tăng nè, nhân viên em muốn lưu là ai là người lập nhân viên, khách hàng là ai là người mua, rồi giao cho ai, ngày giao, người vận chuyển là để mình biết là ai là vận chuyển cái đơn đó đó thầy, cho nên là em có một bảng là người vận chuyển riêng nữa. Đâu vậy? Đây nè, người vận chuyển thì lưu cũng thông tin của người đó thôi. Đấy, giờ có như vậy cũng có riêng nữa là đơn vị vận chuyển, còn lại thì này là chỉ là thông tin của người đó thôi, chi tiết hóa đơn mất tiêu rồi. Đây em lưu một lúc là hai cái khóa luôn, là có hóa đơn và sản phẩm, số lượng và thành tiền là mình tự tính nè. Hóa đơn mình cũng có tổng tiền, nhưng mà tổng tiền là cũng là tự tính, lúc nào mình để nuôi cũng được. Còn sản phẩm, đây sản phẩm em có tên, mô tả, số lượng này, số lượng tồn trong máy, có đơn giá và có hình ảnh, có lượt mua, nhập cấp. Và còn lại thì cũng đơn giản thôi thầy. Đây bình luận này kia, đây, bình luận. Hình như em thiếu cái bình luận ghi đi hết ta. Em nhớ có cái bình luận mình đã nói nè. Sản phẩm thì nó có lưu là ai ai là người bình luận, nội dung khách hàng, sản phẩm. Bình luận nội dung gì, khách hàng là ai là người bình luận nè. Sản phẩm là bình luận vô cái sản phẩm nào. Và có ngày tạo, ngày xóa. Khách hàng, tài khoản, cái này thì thuộc tính bình thường hả thầy. Giờ có quyền nữa, quyền này thì em thấy cũng hơi bị lung lạc, nhưng mà đây, quyền này có lưu tên quyền, mô tả, ngày xóa, rồi có loại tài khoản đó, nó có những cái quyền gì nữa. Đây là cái cho nên nhẹ thầy,
Dạ, cái em bị vướng á là thuộc tính bị trùng á thầy. Em cũng không biết giải quyết sao. Đây, thuộc tính ở đây là có nhân viên khách hàng với đơn vị vận chuyển, thì nó là người, cho nên là mình cần lưu những tính liên quan là họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, hình ảnh. Cần lưu những cái liên quan vậy á. Mấy cái này cứ mỗi cái là hơi bị liên quan, cho nên là thêm vậy thì có cách nào giải quyết hơn ổn hơn không thầy? Bây giờ từ từ mà đi làm từng cái một nè. Bây giờ em nói là nó bị trùng, thực ra thì không sao hết, em có thể tách ra thành ba bảng như thế này để mình lưu trữ, mình chia từng loại luôn. Lý do tại sao mình cần chia ra như vậy, thì khi nhìn vô dữ liệu đó, nó rõ ràng, và từng bảng của nó thì nó không có quá nhiều dữ liệu để mình truy vấn, hoặc là sau này làm cái chức năng mà để đăng nhập vào á thì chúng ta không cần phải thử quá nhiều bảng. Không, bây giờ chúng ta không cần phải phân biệt được là cái loại đó là loại gì, khách hàng tài khoản là tài khoản gì, thì chúng ta cũng không cần. Thì cái việc trùng lắp này nó cũng không sao, trùng lắp của các trường này này cũng không sao đối với các loại người dùng. Còn nếu mà em muốn làm mà nó không bị trùng lắp các cái dòng dữ liệu này, thì em gom nó lại thành một bảng thôi, và em cho một cái trường đó là loại người dùng. Loại người dùng là loại người dùng gì, là nhân viên hay là khách hàng hay là người vận chuyển tại sao? Bây giờ nhưng mà làm như vậy thì lúc đó thì nó lại bị tới một cái vấn đề là dùng các cái trường dữ liệu riêng thì làm sao, đúng không? Không lẽ mình cho nó luôn thì đó cũng là một giải pháp. Bây giờ đó, bây giờ đó là cách mà chúng ta gom lại, em gom bảng khách hàng, bảng nhân viên, bảng người vận chuyển và kể cả bảng tài khoản luôn thành một bảng thôi. Gom lại ba cái đó, ba một hai ba bốn bảng thành một bảng thôi. Em cho là bảng bảng gọi là bảng user thôi, bảng người dùng, hoặc là bảng tài khoản thôi, hoặc là bảng người dùng thôi. Bây giờ và làm sao để phân biệt được ba cái loại người dùng đó, thì em cho thầy thêm một cái trường đó là loại người dùng, hiểu Dạ. không? Ừ Cái đó là rồi, theo hướng gặp, còn nếu như mình không cần gặp là mình vẫn giữ như vậy thì vẫn được đúng không thầy? ăn được không sao hết, được chưa? Rồi cái mà thầy cần cần quan tâm ở chỗ này đối với cái database này của em á, hồi nãy em có nói là cái chỗ phân quyền. Thực ra trong cái môn đồ án môn này của mình thì cũng chưa đụng tới phân quyền đâu. Phân quyền để làm gì đâu, mình đang cái app của mình á là đang hướng tới khách hàng thôi, đúng không? Và cái phần quản trị cái hệ thống thì chúng ta cũng chưa cần quan tâm lắm đâu, mà phân quyền như thế này nhiều khi sẽ làm cho các em rối rắm thêm. Bây giờ chúng ta chưa có kinh nghiệm nhiều về phân quyền này thì thầy nghĩ các em không cần phải 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 làm nó ra nhiều cái bạn làm cái chỗ phân quyền nè, loại tài khoản các em cũng không cần đâu em, thấy Dạ. không? Không cần. Bây giờ rồi kể cả bảng tài khoản luôn, bảng tài khoản này các em cũng không bỏ luôn đi, các em lấy cái trường username với password email rồi đó các bạn, em đưa vào luôn khách hàng hoặc nhân viên luôn, nghĩa là mình bỏ luôn cái việc là tạo ra cái bảng tài khoản riêng đó. Theo góp ý của thầy thì đối với database này trong đồ án này của mình ha, thì các bạn nên bỏ luôn bảng tài khoản này, rồi tài khoản quyền và tài khoản đăng quyền gì đó bỏ đi để cho nó đừng có rối lắm. Bây Nghĩa giờ là mình gặp những cái trường này vô trong cái bảng thuộc tính khách hàng với nhân viên này hả thầy? đúng đúng rồi, nghĩa là mình Mình để tạo tạo riêng ra luôn, dạ, mình vẫn giữ lại cái loại tài khoản này đúng không thầy, để giữ lại mà phân làm biệt gì? cho ai là Thì anh ta có hai bảng rồi thì em đâu cần phân biệt gì đâu em, ha. hiểu không? Khi em đã có hai bảng rồi thì em đâu cần phải phân biệt là gì đâu, phân biệt chỉ vào tên cái bảng là được rồi, được chưa? Đó đó là cái góp ý của thầy đấy, để chúng ta bỏ đi để cho nó gọn lại bớt số bảng nha, và nó cũng đỡ rối đắm cho mình. Rồi cái chỗ nhân viên này thì để cho các bạn làm quản trị thôi, chứ còn đâu có tin app, app chỉ là khách hàng dùng ha. Rồi đó, cái chương trình khuyến mãi thấy hả, thầy đọc qua cái database của em á, cái chương trình khuyến mãi này có cái ID nhân viên là để làm gì vậy? ID nhân viên là để cho biết là nhân viên nào tạo thì lúc đầu em nghĩ là không có, nhưng mà thêm vô đi để cho nó rõ ràng dữ liệu thì
cho biết là ai tạo người này nè. Rồi rồi ok. Rồi. Sản phẩm thì có tên, sản phẩm mô tả số lượng tồn, đơn giá, hình ảnh, lượt mua, nhà cung cấp. Rồi ok. Nhà cung cấp, loại sản phẩm. Thì cái chỗ nhà cung cấp này á, các bạn hiểu là cái gì? Người cung Ví cấp dụ đi, ví sản dụ phẩm với cái app của các bạn đi, thì các bạn bán sản phẩm gì và nhà cung cấp là gì, để bạn đưa ví dụ về trong này thì thầy xem tính hợp lý không. đây đây mình nhớ là thầy nhà cung cấp là ID là tự tăng, ID là tự tăng nhật, tên nhà cung cấp Rồi, là thầy hỏi nè. lên được phần Ví tiền. dụ đi, cửa hàng các bạn bán hàng đi, đúng không? Và mở cửa hàng ra. Thì có bao giờ các bạn lấy nhập hàng, dù bạn bạn bán điện thoại đi, bán iPhone đi. Các bạn bao giờ có bao giờ lấy nhập hàng trực tiếp từ 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 Apple không? Hoặc là bạn nhập trực tiếp từ Samsung không? Không thầy. Tại cái À này không vậy phải nhà cung cấp, mặt này các bạn đang đây bị là nhầm, đây là nhà sản xuất. đúng rồi. Nhà sản xuất hoặc là tên thương hiệu nha. Cái mà em thiết kế ra tới vậy thì ổn áp khi mà mình có cái đồ án tốt nghiệp không thầy? Hay Thì là các mình bạn sau này phải mình phát triển lên thành đoán tốt nghiệp bình thường thôi. Được mà. mình có cần thêm vô những gì không thầy? Thì sau này các bạn làm đoán tốt nghiệp thì cái project của các bạn nó phải lớn hơn nữa, nó phải bự hơn nữa thì các bạn mới 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 Đây em là có soạn luôn một chức năng luôn. thôi thôi được rồi, qua qua database, thầy 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 không biết mấy cái này đâu, được được, cứ mở cái này lên đau đầu lắm nha. Hôm nay thầy đã dành một buổi ra làm việc database này cho các bạn, để các bạn làm cho nó tốt database, để mà cho phục vụ cái đồ án này trước, rồi sau đó mình có thể mở rộng ra thêm thôi. Bây giờ thì sau này bạn mở rộng ra thì sau khi có thời gian nhiều hơn thì mới suy nghĩ tới cái chuyện mà bạn quản trị cái nội dung của cái đồ án của cái project này bằng web, thì bạn mới có phân quyền này nọ, thì lúc đó mình sẽ nghĩ tới việc phân quyền ha. Rồi thì xuống xuống dưới đi, xuống dưới vậy vậy chỗ này nè, các bạn phải suy nghĩ lại cái chỗ nhà cung cấp ha, không phải nhà cung cấp, mà nếu mà nhà cung cấp á, nó nhà cung cấp này á, ví dụ như là FPT nè, hay là Thế Giới Di Động gì đó, hay là một cái đại lý nào đó để cho các bạn lấy hàng về, nhập hàng về, thì nó mới gọi là nhà cung cấp. Được chưa? Thì nhà cung cấp nó liên quan tới cái việc các bạn nhập hàng về để bạn bán nha các bạn, chứ không không có liên quan tới cái thông tin của cái sản phẩm. Sản phẩm đó ví dụ như là cái điện thoại iPhone 13 đi, đúng không? Nó được sản xuất bởi Apple, nhưng mà các bạn có thể nhập từ đại lý A, các bạn có thể nhập từ đại lý B, các bạn có thể nhập từ đại lý C, thì các đại lý A, B, C đó mới là nhà cung cấp của các bạn, chứ các bạn không có nhập trực tiếp từ nhà sản xuất được. Apple là nhà sản xuất, được chưa các bạn? Thì hiểu ý không? Dạ. Nên là chỗ này sửa lại cho nó hợp lý ha. Rồi, loại sản phẩm mà bây giờ có thêm cái chương trình khuyến mãi đó, đúng không? Kéo kéo lên cái chương trình khuyến mãi, chứ nó bị che mất tiêu rồi. Chi tiết chương trình khuyến mãi á, cái chi tiết chương trình khuyến mãi quên Ở dưới nha thầy. bấm cái chữ hai để nó ẩn cái thanh này đi à. Rồi chương trình khuyến mãi ID, sản phẩm ID, giảm giá ngày tạo. Tại sao phải phải có cái chương trình khuyến mãi cho sản phẩm? Để mình giảm giá nó thì ví dụ cũng có insert dữ liệu ảo nè,
nè, ví dụ có khuyến mãi 20 tháng 11 nè, tên này giảm giá các loại phụ kiện. À, nghĩa là một cái chương trình lớn rồi mà chia ra thành cho từng cái sản phẩm nhỏ nhỏ đó trong đó đúng không? Áp cho từng loại sản phẩm thôi đúng không? Cái này sản phẩm nào có chương trình thì mới sử dụng đúng không? Dạ, trong cái chi tiết chương trình khuyến mãi là mình có gồm những cái nào đó thôi. Rồi ok. Rồi quay quay lại kia. Dễ mà dọn nét trôi luôn đó Kệ, nè. Dễ cũng thức mà dọn nét trôi luôn á. cái đó bị ngạt mà. Nếu mé tao dọn hoài mà ai mà xôi luôn, nếu xuống, nếu xuống. Đi về đi. Rồi, bây giờ qua hóa đơn. Hóa đơn đi em. Này này, hóa đơn. Rồi, hóa đơn. Lấy nhân viên ID à. Nhân viên để làm gì vậy em? Hóa đơn này để cho biết là người nào lập hóa đơn đó thầy. Hóa đơn đâu phải là do người nhân viên lập. À, em đang dùng trên app mà. Trên app thì khách hàng người ta đặt hàng thì em đã tạo hóa đơn rồi mà. Cái này à, cái này em tính là xài cho bên web luôn á thầy, cho nên là cái này luôn Em phải suy nghĩ xài. lại chỗ đó. Dạ. Rồi. Trạng thái hóa đơn mà em tách thành bảng á, thì sẽ rất khó xử lý cho em. Thật ra cái trạng thái này các em nên dán cố định luôn. Có những trạng thái nào thôi, đừng đừng có tách bảng. Gắn cố định thì mình phải nhớ các trạng thái của nó luôn á. Ừ, chứ bây giờ em tách bảng ra rồi em biết được cái trạng làm sao em xử lý. Cái lưu ý là mấy cái trạng thái này mà em tách bảng ra nó là dữ liệu động. Dữ liệu động thì rất khó xử lý. Làm sao em chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác được, em đâu biết được trạng thái nào nó phải. Nếu em làm động như vậy thì em phải tổ chức làm sao đó để biết được à cái trạng thái nào chết rồi tới tới trạng thái nào nữa. Thế là bây giờ tại vì quá trạng thái của hóa đơn mình không thể chuyển qua lại giữa các trạng thái một cách tùy tiện mà mình sẽ chuyển nó có luật. Em tính là cái trạng thái hóa đơn này có ngoài của nó thì người chỉ việc là cập nhật thể hoặc cập nhật cái hóa đơn này. Không có được, ví dụ đi em à, với trạng thái hóa đơn này á, dù em chuyển qua thành là giao hàng thành công đi. Đúng không? Giao hàng thành công rồi. Sau đó người ta chuyển cái buồn buồn sau đó người ta mở cái hóa đơn này lên. Người ta sửa lại cái trạng thái này là hủy. Được không? Hợp lý không? Đúng không? Hiểu không? Hiểu thầy nói không? Hiểu không em? Mình đang giao giao Nghĩa là xong. đã giao thành công rồi, trạng thái của nó là đã giao hàng thành công rồi đi. Được chưa? Thì buồn buồn sau đó có một nhân viên khác phải vô ta mở cái hóa đơn lên ta sửa qua thành hủy được không, Sửa là sửa cái sửa thằng cái trạng thái hóa đơn thành hủy em hiểu không, hủy đơn hàng đó hiểu rồi. có được không? Không. Không, nhưng mà giờ em nói là người ta chỉ cho người ta đổi trạng thái thoải mái mà thì ta vô ta hủy thôi, nhưng mà về mặt logic thì không có được đó. Thì nên là chỗ này á anh phải tổ chức tao đó nha cho nó hợp lý. Một là mình dán cố định, dán cố định luôn nha, nó là một cái danh sách các cái trạng thái mình tự đặt ra luôn và nó bắt di bắt dịch và mình đưa ra một cái luật cho các cái trạng thái đó luôn, nghĩa là từ trạng thái này chuyển qua trạng thái khác được chưa, mà nó thêm một cái luật nha em. Còn nếu mà em làm động như vậy cũng được, nhưng mà mình phải ràng buộc cái luật của nó ở trong database luôn. Nghĩa là phải có cái trường nào đó để em quy định được là à, cái trạng thái này kế tiếp là trạng thái gì hoặc trước đó là trạng thái gì thì nó mới ổn được cái chỗ cái trạng thái này ha. Thì các bạn khác các nhóm khác cũng lưu ý về cái trạng thái hóa đơn nha các nhóm nha. Cái tại vì mình làm thương mại điện tử á, nó rất là quan trọng ở cái chỗ này. Mà nếu mà chúng ta không xử lý tốt cái trạng thái hóa đơn á thì nó dẫn đến là cái nghiệp vụ về thương mại điện tử của mình nó bị sai đó, đó là một cái điểm mà thầy cần nhắc các bạn nha. Từ từ đợi thầy xíu để góp ý tiếp cho nè.
Rồi, tiếp tục nè. Hóa đơn, chi tiết hóa đơn. Dưới hóa đơn có là sản phẩm, mã hóa đơn, số lượng. Cái thành tiền này nãy em nói là tự tính là sao? Tại chi hiểu có thành tiền này là mình tự xử lý trong cái có tới thì là mình lưu lại cho cái này, nhà mốt mình chỉ việc truy vấn lại cho nó dễ thôi. vậy thầy hỏi làm sao để có được thành tiền? Thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá, số giá lượng là nhân giá nào, giá là giá giá này, nào giá là của cái sản phẩm đó thầy. bảy rồi bây giờ thầy hỏi nếu em lấy cái giá này, ví dụ em có cái sau này mình mở rộng cái quy trình này ra, giờ thầy chỉ cần quan tâm để em nhập hàng ra sao, thì các bạn lưới luôn, mình làm cái hệ thống bán hàng á, dù các bạn cứ tưởng tượng như thế này thôi, giờ không cần mình đừng nghĩ tới chuyện là mình sẽ làm chương trình này chương trình nọ hết, các bạn nghĩ thực tế thôi, là bạn mở một cái cửa hàng ra, bạn bán hàng, ví dụ như bạn làm bán hàng đơn giản nhất thôi là bạn bán rau ngoài chợ thôi, mình mở cái sạp ngoài chợ ra đúng không, mình lấy rau về mình bán đúng không, bây giờ mà mình đi trồng rau thì biết chừng nào mình mới bán được rau phải không các bạn, thì mình mới làm gì đây, mình mới liên hệ với những cái chỗ mà ta trồng rau để mình nhập rau về để mình bán mình mua bán, thì mình phải cần có gì các bạn, mình cần cái gì, cái mục đích mua bán của mình đó là để mình làm cái gì đó các bạn, kiếm tiền à, kiếm tiền, kiếm lợi nhuận đúng không, kiếm lợi nhuận như các bạn nghĩ là tiền lời á, mà nếu mà các bạn nhập vô 5 đồng bạn bán ra 5 đồng thì bạn còn lời không, bạn nhập 5 đồng bạn bán 5 đồng có lời không, không không à. Nếu không vậy có thì lời, mình nếu từ vậy từ thì để thầy nói, thầy mình thầy nói hết cho nghe, từ từ dạ để dạ thầy nói hết cái đã được chưa, nên chỗ này thầy thầy cũng muốn các bạn có một cái nhìn nó bự bự hơn một tí được chưa, thật ra trong đồ án này thì các bạn chưa cần quan tâm tới chuyện nhập hàng đâu, bạn mở rộng ra để sau này làm đồ án tốt nghiệp hay là gì đó ha, thì các bạn cần quan tâm tới cái chỗ mà khi mình đã bán hàng thì mình phải cần có lợi nhuận, được chưa, mình cần có nhập, mình cần có xuất, xuất là bán hàng cho khách hàng, còn nhập là mình nhập từ nhà cung cấp, vậy cái giá nhập và giá bán á, nó phải khác nhau thì chứ bạn, để mình đảm bảo được là mình có lợi nhuận, mình tính ra lợi nhuận, thì thông thường ở trong cái bảng sản phẩm á, thì mình sẽ lưu cái đơn giá là đơn giá bán, được chưa, đơn giá là đơn giá bán, còn cái giá nhập thì mình sẽ lưu ở trong cái hóa đơn nhập và kèm theo đó đó để mà đảm bảo được, tại vì cái giá của sản phẩm thì nó có thể thay đổi, giá bán sản phẩm nó sẽ thay đổi hàng ngày hoặc là hàng tháng, hôm nay mình bán giá này nhưng hôm sau mình bán giá khác thì sao đúng không, thì cái giá trong bảng sản phẩm nó sẽ thay đổi, vậy bây giờ làm sao để mà mình biết được cái hóa đơn đó mình bán ở ngày đó đó cái giá của sản phẩm nó là ngày bao nhiêu, là bao nhiêu, thì mình cần phải lưu trữ cái giá bán lại trong cái hóa đơn, thì chỗ này á em lưu thành tiền, thì khi mà vậy làm sao để thầy biết được cái đơn giá bán của cái sản phẩm đó là bao nhiêu, thì làm sao biết, không phải lấy thành tiền chia lại cho số lượng, hiểu không, thì ý thầy muốn nói ở chỗ này chúng các bạn cần lưu lại cái giá bán ở trong bảng chi tiết hóa đơn nữa, được chưa, hiểu không em? Dạ. Ừ, đó đó là cái cần để ý ha, lưu thêm cái giá bán vào chi tiết hóa đơn nha, và cái chỗ nhập hàng thì để ý giùm thầy xíu nữa ha, Giờ cái tổng tiền này là mình cũng có cần không thầy, hay là mình bỏ luôn? cái nào tổng Cái tiền thì các bạn cũng nên để luôn, để tổng tiền bình thường sao hết sẽ khỏi phải tính lại, đi một lần mà tính lại thì qua đi lại rồi tính lại nó rất là tốn thời gian, nên thôi mình lưu luôn khỏi tính lại, lưu trữ thì bây giờ không gian lưu trữ nó cũng không có còn nhỏ nữa đâu ha, thôi, lưu trữ thoải mái rồi không cần phải khắt khe chuyện đó, mình cứ lưu lại để khỏi phải tính nha, ngày xưa thì cái không gian lưu trữ nó nhỏ thì người ta hạn chế việc lưu trữ, người ta sẽ tính toán, nhưng mà tính toán thì nó sẽ tốn thời gian tốn chi phí tính toán, thì tính toán mà tổng 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 tiền của hóa đơn thì phải lấy ra tất cả chi tiết hóa đơn đúng không, lấy đơn giá nhân số lượng rồi tính tổng lại hết, hóa đơn nó có 100 sản phẩm thì mình phải lập 100 lần đúng không, hoặc là làm gì đó để tính được cái tổng tiền nó ra, qua đi tính tổng tiền nó ra thì nó sẽ tốn thời gian đúng không, thì thay vì mình tính như vậy thì mình lưu lại luôn ha.
Đó. Đó là một cái điểm mà lưu ý ở cái chỗ cái hóa đơn của các em. Rồi, một cái chỗ hóa đơn nữa là để thầy nói thêm đấy, cái chỗ này để mà các em có thể mở rộng ra thêm. Thì tức là em để nhân viên và cái phần mà người vận chuyển vào trong này thì cũng được. Nhưng nó có một vấn đề như thế này. Nếu cái hệ thống của em chỉ có một nhân viên và em đảm bảo được là cái đơn hàng đó chỉ có một người vận chuyển thôi, nó không có cái việc trả hàng lại rồi chuyển lại hoặc là giao chưa được rồi chuyển lại, thì ví dụ như một đơn hàng có thể là gì nhiều người vận chuyển, dù ngày hôm nay chuyển không được thì chuyển lại về kho rồi ngày hôm sau người khác chuyển, thì làm sao để mình biết được đơn hàng đó trải qua được bao nhiêu người chuyển rồi. Thì nếu mà các em đưa nó vào luôn cái phần hóa đơn này thì sẽ khó mà các em có thể quản lý được cái lịch lịch trình của nó, được chưa? Và khi mà cái hệ thống của mình đó, nó không chỉ còn là một nhân viên nữa mà nó có nhiều nhân viên, và nhiều nhân viên đó có thể cùng xử lý cái đơn hàng này. Ví dụ đi, lúc này vào thay đổi trạng thái là xác nhận có sản phẩm, cái nhân viên B vào là nhân viên A nghỉ rồi, nhân viên B vào là thay đổi trạng thái là đã giao hàng thành công. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái nhân viên A ID nào để mình lưu vào trong bảng này cho nó hợp lý. Đó thì đó là một cái điểm mà các bạn cần cần phải xem xét suy nghĩ xử lý cho nó hợp lý. Thì chỗ này thầy nghĩ là cái để mà làm cho nó ok á, các bạn đừng có đưa cái nhân viên ID và người vận chuyển vào trong này, mà các bạn nên có thêm những bảng phụ. Ví dụ bảng dành cho cái thao tác của nhân viên nè, lưu lại lịch sử thao tác của nhân viên trên cái hóa đơn này. Để ra biết được là những nhân viên nào đã xử lý trên hóa đơn này và xử lý những vấn đề gì trên hóa đơn đó. Cái thứ hai là mình cần lưu lại cái lịch sử vận chuyển của hóa đơn này. À, dù hóa đơn này do người nào vận chuyển, ngày nào, để ra và có thành công hay không. Ví dụ vậy, thì bạn nên có những cái bảng như vậy. Thì ở đây thầy góp ý để cho đối với cái đồ án này của các bạn có thể mở rộng ra chuyện đó, và các bạn suy nghĩ thêm để mình làm cái database cho nó tốt hơn. Mày hiểu cái chỗ thầy 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 góp ý chỗ mà cái anh nhân viên và cái người vận chuyển ở trong cái hóa đơn này không? Hiểu được sơ sơ thầy là mình Đó. chỉ việc tách ra được cái bảng và thêm thuộc tính đó là để mà lưu lại lịch sử. Đúng rồi, phải cứ lưu là lịch sử vận chuyển, lưu là lịch sử thao tác của nhân viên. Chứ đừng có đưa vào trong này, đưa vào trong trong này thì chỉ đảm bảo được một nhân viên xử lý một hóa đơn thôi, nhân viên khác không được xử lý. Thì nếu mà chúng ta đưa ra cái luật như vậy thì ok, không sao hết. Nhưng mà thông thường thì hệ thống thì đâu chỉ có một nhân viên, đúng không? Có rất nhiều nhân viên và các nhân viên cùng cùng loại với nhau, cùng cấp với nhau thì đều xử lý chung đơn hàng được hết đó các bạn. Thì chỗ này cần cần lưu ý chỗ đó ha. Và vận chuyển thì như thầy nói là vận chuyển thì không phải lúc nào cũng vận chuyển một lần là thành công. Các bạn thử mua hàng online đi. Ví dụ hôm nay người ta giao cho bạn nhưng mà bạn đi đâu mất tiêu rồi, không có ai ở nhà hết, thì người ta đâu giao được, đúng không? Thì người ta phải chuyển cái món hàng đó về kho lại, đúng không? Rồi người ta mới hôm sau người ta mới giao. Nhưng hôm sau giao thì đâu chắc chắn là cái người hôm nay giao giao cho bạn đâu, mà người ta sẽ đưa cho một shipper khác giao. Thì không lẽ lúc đó cập nhật lại cái người vận chuyển vô trong cái chỗ hóa đơn này, vậy cái người hôm qua sao mình biết được người hôm qua đã giao hàng cho mình, đúng không? Sao mình quản lý được cái trạng thái, cái lịch trình vận chuyển của cái đơn hàng đó, hiểu không? Thì đó đó là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Nhưng mà thực ra trong cái app này thì các bạn cũng không cần phải làm tới cái mức là người vận chuyển đâu, các bạn có thể mở rộng ra, dành thời gian đó để mở rộng ra sao nha. Chứ thầy vận chuyển vào thì nó đụng tới các đơn vị vận chuyển và nó các bạn cần phải làm kỹ ở dưới cái phần quản trị của các bạn nữa, thì nó lại tốn thời gian của bạn chỗ đó. Thì có thể góp ý thêm cho chủ hóa đơn mà liên quan tới vận chuyển và nhân viên nha. Rồi tiếp tục đi, tôi xuống dưới thầy xem đây. Từ 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 từ, sao vậy? Lỡ bấm ra ngoài. Rồi bình luận thì có nội dung bình luận khách hàng, sản phẩm, ok, bình luận của bạn ok rồi. Rồi nói chung thì ở đây còn một cái góp ý của thầy nữa thôi, về cái khuyến mãi. Khuyến mãi thì không chỉ là có từ ngày đến ngày, mà các bạn nên có thêm cái số lượng khuyến mãi
mình nên giới hạn lại cái số lượng khuyến mãi, hiểu không? Dù khuyến mãi đó, dù khuyến mãi bao bao nhiêu lần thì dừng lại, dù bạn cho ngày từ ngày ngày bắt đầu ngày kết thúc đúng không, nhưng mà đến một cái giới hạn khuyến mãi nào đó rồi thì mình dừng lại thôi, không nhất thiết đến kết thúc cái ngày khuyến mãi, đúng không? Nên là chúng ta nên suy nghĩ thêm chỗ là khuyến mãi thì nên có cái số lượng khuyến mãi, hình dung đó không? Dạ. Ừ, đó. Thì ok, cái bạn của bạn cũng làm khá tốt rồi, nhưng mà lưu ý luôn là cái tên tiếng Việt không có chữ S phía sau nha, đừng làm vậy. Không, tại nó tạo trong cái visual nó tự thêm đó thầy. Vậy hả? Dạ. Mình thấy để vậy cũng không sao. Ừ thì ra không có sao, nhưng mà tiếng Việt mà nhìn vô vậy thì nó kỳ kỳ thôi, hiểu không? Tiếng Anh thì không sao, tiếng Việt thì không ai làm vậy. Rồi. Ok, nói chung là cái bản cái database của bạn thì đã có quan tâm tới việc ngày giờ đó ha, nhưng mà có một cái số cái điểm mà thầy có ý nãy giờ thì nhớ 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 ha, nhớ thì ghi chú lại để mà chúng ta làm cho nó tốt chỗ này nha. Dạ thầy ơi, rồi. Hỏi hỏi lại là cái chương trình khuyến mãi số lượng là mình đặt trong đây luôn hả thầy? Suy nghĩ thử coi đặt ở đâu đó, thì đặt ở đâu mà cho nó hợp lý. Dù sản phẩm A đó em khuyến mãi, em có 100 sản phẩm khuyến mãi thôi, nhưng mà nó dụ từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 mà tới ngày 20 tháng 11 là nó hết hàng khuyến mãi rồi thì em phải làm gì, đúng không? Nhưng mà em đang nghĩ là mình đã khuyến mãi thì là khuyến mãi hết tất cả những cái đó luôn, cho đến khi nào cái đó số lượng còn cái đó hết thì thôi. Bậy, chưa chắc em làm vậy, em làm vậy người ta lỗ luôn sao, khuyến mãi thì phải giảm giá đúng không? Nhiều lúc giảm giá lỗ luôn so với giá nhập luôn thì sao, làm gì lỗ người ta sao? Dù tàu người ta tàu có 100 sản phẩm, nhưng giờ người ta muốn khuyến mãi 50 sản phẩm thôi, đúng giới hạn 50 sản phẩm dừng lại không khuyến mãi nữa, hiểu không? Dạ dạ. Ừ, chứ em khuyến mãi kiểu đó là chết người ta luôn á, nghe. Thì các bạn suy nghĩ về mặt logic đó, thì bạn có nhiều thời gian nhóm ngồi thảo luận lại, tương tác lại và mình brainstorm thêm nhiều về logic cho từng cái chức năng của mình, rồi mình liên hệ thực tế thêm nữa nha các bạn. Chỉ là mình làm ngay cái ứng dụng này thì chúng ta cần phải liên hệ thực tế, chúng ta phải cần suy nghĩ về thực tế nữa nha. Dạ dạ. Mình chứ chứ các bạn đừng có cục bộ là mình đang xây dựng cái ứng dụng, đừng đừng vậy ha, mình cố gắng mở rộng ra. Đó thì cái đồ án này sau này các bạn mở rộng ra, các bạn thêm phần nhập hàng. Nhớ là bán hàng thì bạn cần có nhập hàng nữa để mà chúng ta có thêm cái phần là thống kê doanh thu. Nhưng mà ở trong cái đồ án môn học này của mình thì thầy chưa yêu cầu các bạn phải làm gì đó nha. Rồi cảm ơn nhóm của bạn bạn Đạt. Hai nhóm mà sáng giờ được hai nhóm mà thì cũng có khá nhiều ý ha, nhiều ý mà các bạn cần lưu ý, các nhóm khác cũng cần lưu ý. Thì thầy thấy có một vài nhóm cái database của các bạn thiết kế nó khá ít bản, thầy không biết thì nó như thế nào. Rồi thì thêm nhóm khác đi các bạn. Dạ thôi em xem màn hình như thầy. Rồi ok. Dạ rồi, thầy thấy màn hình cho em chưa thầy? Rồi. Thì em thiết kế là mấy anh chị mới viết trên diagram mà em chưa viết xuống SQL rồi. Rồi zoom to to lên nè, không cần đâu, làm diagram thôi, SQL làm gì đâu. Dạ. Thì đầu tiên em liệt kê qua những cái bảng chính của em là về role. Thì trong role đây em có chia phân quyền người dùng là user và member. Thì trong phần user này thì nó có cái ID, các trường như ID, username, password, email, ngày tháng năm sinh. Vâng. Và có cái ngày RA là ngày update, là ngày để tạo ra ngày nhật. Ở đây xong, tiếp theo là em có phần loại. Thì thằng loại này em có những cái trường như là ID, name, icon này, như dư. Sao bỏ đi vậy? Icon em ghi dư, em copy mà em quên sửa này. Sao không để icon vào trong lọ luôn?
À, tại vì ban đầu em định là nhét cái icon vào trong loại để khi mà chạy trên app nó hiển thị ra cái icon đó, mà em thấy để em thiết kế trong cái chữ thôi là được rồi. Rồi. Trong cái loại product thì nó có cái phát ngoại của cái category, thì trong product nó có các dữ liệu là ID, name và người name nhà nhà cung cấp, rồi giá tiền và cái ID nhà cung cấp. Đây thì nó có một cái bảng của nhà cung cấp ở trên đây. Thì trong cái nhà cung cấp này em có các thông tin như là ID, name, địa chỉ, số điện thoại. Và trong cái thằng product này em phát sinh ra những cái bảng như là color và size. Thì nó bạn nhờ nhờ có thằng color size nó phát sinh ra một cái bảng là chi tiết sản phẩm. Thì trong chi tiết sản phẩm này em gán một cái biến khóa chính là ID product detail, và em sẽ cho nó có các khóa ngoại là ID product, ID color và size. Thì khi mà có thằng ID product này á, product detail này, thì nó phát sinh một cái bảng là hình ảnh. Thì một sản phẩm nó có nhiều hình ảnh cụ thể, như là ví dụ như cái sản phẩm mà cái áo màu đen thì size XL thì nó sẽ có nhiều hình ảnh khác nhau, nên phát sinh ra một cái bảng này. Rồi tiếp theo là sẽ đi qua phần member. Thì do là em cứ chia quyền đây của thằng role là có thằng user và member, và user đây có thể là mốt sau này em có thể phát sinh ra các bạn này là nhân viên, hay tạm thời em chỉ mới là để admin. Thì phát sinh ra bạn member, thì trong cái member này có những cái thuộc tính như là ID, cái điểm 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 hiện tại, cái ngày run và ngày kết thúc run. Thì tại sao em lại cho hai cái run này? Em cho cái member là phân chia một cái bạn là bạn run, là cái mức hạn của user. Thì khi đạt tới một cái mức số điểm nào đó, thì do số điểm nó được tích điểm qua theo hóa đơn, thì khi hóa đơn nó ví dụ như đạt tới 1.000 điểm thì nó sẽ nâng rank lên. Thì với cái rank này á, thì em sẽ có một cái discount cho nó. Thì thay vì em sẽ tạo mặt khuyến mại cho nguyên cả cái app của em, thì em sẽ làm theo kiểu là như member nó đạt một cái mức rank nó thì sẽ được cái phần giảm giá theo loại, kiểu như là nó được rank vàng thì sẽ giảm 10% về cái loại áo, ranh bạch kim hay là kim cương sẽ là 15-20% gì cái loại quần hay gì đó. Thì em có một cái bản discount category Nhưng dựa mà vào. discount như vậy là discount trọn đời luôn rồi em hay là sao? Dạ em sẽ discount lên theo kiểu như có ngày kết thúc ranh, ví dụ như là cái member này có một cái ngày dead run star và dead end run á, là kiểu như là nếu mà trong từ nó cái ranh nó sẽ có hạn là trong vòng 1 năm, nếu mà trong vòng 1 năm đó họ không có thao tác gì sẽ bị xuống ranh và bị trừ cái này đi và cập nhật lại ranh, là nó sẽ không có được discount nữa. Thay vì em sẽ cho discount toàn tạo mã khuyến mại cho nó, thì em sẽ discount theo rank của người dùng. Thì ngoài ra thằng member này em có thêm làm một cái phần chatting với thằng user. Thì trong cái chat này có một cái ID và cái mask và ngày tạo và cái người người gửi và người nhận là member hoặc user. Ở đây em lúc mà em làm sao em thấy nó bị thiếu một phần là cái phụ trội mà giống tin nhắn ở mess đó thầy, thì như là cái tên và tin nhắn đầu tiên của cái tin nhắn cuối cùng của cái một đoạn chat đó thầy, nên em bị thiếu, em phải sửa lại. Thì hiện tại em sẽ member và thằng chat này em có là cái đoạn chat tin rồi. Thằng với thằng member này em trong hệ thống em sẽ có thành một cái phần là voucher. Thì dưới thằng voucher này em sẽ có một cái code và cái sell off là cái phần trăm giảm giá và cái ngày kết thúc và ngày bắt đầu. Thì hàng voucher này em sẽ tạo ra một mối quan hệ nhiều nhiều với thằng member, là một hàng member có thể có một hoặc nhiều cái voucher. Thì cái voucher nó sẽ phát sinh ra một cái là voucher member ở đây. Nó có ID, code member và status. Cái code ở đây là cái khóa chính của cái hàng voucher. Và cái ID cho giá trị tự tăng. Đó là về phần nữa. Rồi tiếp theo là phần hàng user này em có một cái là activity history là cái mô tả lịch sử hoạt động của người dùng. Nghĩa là với một cái người ví dụ như là một người dùng nó, ví dụ như là hàng tại vì em làm có thằng thầy Hảo có kia làm cái phần này bên web nữa, nên em có thiết kế cái này chung với web app luôn. Là ví dụ như là em là admin, em có thể cụ thể như là em xóa sản phẩm hay là em xác nhận một cái hóa đơn nào đó, thì nó sẽ lưu lại cái lịch sử, như là cái lịch sử active nó thì nó đoạn là ngày mấy thì bạn đã lưu xác nhận một cái hóa đơn hay xóa cái sản phẩm nào đó. Với cái ID object này nghiệp em cho kiểu dữ liệu vào dynamic, là để kiểu như là xác định là xóa sản phẩm thì nó sẽ lưu một cái biến ID của cái đó vào, để có khi này mình có thể query ra cái lịch sử hoạt động là mình đã làm cái gì với cái nào.
History bỏ chữ y dài đi. Cái trên cái bảng là activity history bỏ y dài không? Bảng tên bảng á. anh đợi đợi quên quên ghi mẹ quên sửa. Rồi tiếp tục theo về thằng về hóa đơn thì hóa đơn em sẽ phát sinh giữa thằng member ở các hạng user member. Thì một thằng member thì nó có một cái một hoặc nhiều cái hóa đơn thì nó phát sinh trong cái bảng hóa đơn ở đây thì có cái ID hóa đơn, cái ngày tạo, cái tổng tiền, cái người cái ID member. Thì mới này thầy có kêu làm cái phần mà người nhận thì em chưa làm, thì có gì em bỏ xuống sau. Bữa xong nói vào nha. Là tổng số lượng của sản phẩm đó, và cái status này em sẽ gán cho là một cái kiểu in là kiểu như sẽ xét như là trừ một là chưa chưa xác nhận, chờ xác nhận hay một hay không gì đó, em sẽ đặt cái số ở đây. Rồi em sẽ từ thằng bill và cái thằng product detail em phát sinh ra một mối quan hệ nhiều nhiều là bill detail. Thì trong bill detail này em sẽ có một cái khóa chính là id bill detail và các khóa ngoại như là id product và id bill. Thì trong đấy em sẽ có một lưu trữ là cái số lượng của cái sản phẩm đó và cái giá tiền của cái sản phẩm và tổng tiền của cái tất cả sản phẩm đó. Ví dụ còn có khuyến mãi nữa thì sao? Dạ, à Có là khuyến mãi, cái voucher khuyến mãi của em á, thì khuyến mãi đó là em sẽ áp à dụng như thế cái nào? voucher hiện tại khuyến mại em ở đây là em sẽ khuyến mại cho cụ thể là kiểu như đạt cái mức ranh như là bạch kim á, thì em sẽ khuyến mại cho 10% của loại là loại áo. Thì mặc định khi mà người dùng xác khi mà người dùng tạo ra một cái hóa đơn mà được xác nhận rồi á, thì khi đó là cái giá tiền này có cái ID của product detail này, em sẽ query dưới cái bảng product và xác coi là nó loại gì. Ví dụ như loại áo thì tự động nó sẽ discount tới 10%. Rồi, tại rồi, thầy nghĩ thì chỗ này á, góp ý luôn nha. Dạ. À, chỗ này thì em nên lưu lại, em nên lưu lại luôn cái giá giá gốc và giá khuyến mãi ở trong cái bảng detail này luôn. Mình có giá gốc, đúng không? Để, giá gốc và giá khuyến mãi. Để mình biết được à sản phẩm đó là sản phẩm khi mình bán đi nó khuyến mãi. Chứ còn mình lưu một cái giá không thì mình nhiều khi mình không có biết được à cái đó là cái giá gốc hay giá khuyến mãi. Sản phẩm đó mình lúc đó mình có khuyến mãi không, Ví hiểu dụ như nếu mà mình cái những cái sản phẩm nó không khuyến mại thì cái giá gốc giá này bằng không hả thầy? không? Ừ, Vậy lúc mà nếu mà giá này bằng không thì cái trong chi tiết hóa đơn em có cái là tổng tiền đó, thì mình sẽ phải biết là khi nào mình dùng cái nào và khi nào mình tổng của cái ROI và khi nào tổng của ROI discount thầy. thì bây giờ nè, bây giờ cái total price của mình á là phải có rồi đó. Bây giờ nếu mà price mà nó nếu mà price discount mà nó bằng bằng không thì total price sẽ bằng gì? Quantity nhân với price, hiểu không? Còn nếu mà price discount mà nó khác không thì là total price là bằng quantity nhân với price discount, là nội ở trong cái bill detail của em xác định được chuyện đó rồi mà. Còn mình lưu trữ lại để sau này mình truy vấn lên đó, thì mình biết được à cái sản phẩm đó mình đã có, khi mình bán đi mình có khuyến mãi rồi, mình có khuyến mãi, hiểu, hình dung ra được cái ý đó không? Hình dung rồi. Rồi một cái nữa nè, ở đây thì thấy thiết kế cũng khá tốt á, nhưng mà chỗ này có một cái lưu ý nữa. Bước qua cái bill thì thêm cái thông tin người nhận đúng không? Ok, rồi tiếp tục liên quan tới khuyến mãi luôn, là có cái voucher nè. Là cái voucher này áp dụng khi nào? À là cái voucher này em sẽ như là ví dụ em sẽ áp dụng khi người dùng như lúc mà cái chỗ thanh toán thì cái phần nó sẽ nhập vô cái thanh toán. Cái voucher ở đây em có một tạo một cái là sell off thì À, là như tối đa là bao nhiêu phần trăm, thì em sẽ cái này em sẽ viết dưới code của em là mà ghi bây giờ lại em code. lưu khi mà em thanh toán thì đưa vào hóa đơn đúng không? Vậy có hóa Dạ. đơn nào áp dụng voucher? Sao em biết được hóa đơn nào áp dụng voucher? Em lưu trữ như thế nào để biết được một cái hóa đơn mà áp dụng voucher? Đúng không? Vậy trong cái bill này của em cũng phải cần lưu lại luôn cái voucher ID. Voucher này có thể là để null nếu mà không có voucher. Và cái mức giảm giá của voucher là bao nhiêu luôn. Hiểu không? Là nó sẽ có một Đó. cái khóa ngoại từ cái thằng voucher qua thằng bill hả Đúng rồi. Không, thật ra cũng không cần khóa ngoại đâu. Nó null thì sao đúng không? Mình chỉ lưu trữ lại là biết được à để cho biết cái bill đó là có voucher thôi. Hoặc là đó là quan hệ không 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 một với em, không nhiều gì đó ha. Một hóa đơn có thể là có cái không hoặc là một một cái voucher. dạ thì Ừ, có vậy những cái đó. một khóa ngoại mapping qua được không? Rồi thì tham thì suy nghĩ cái chỗ đó ha. Thì tạm thời em sẽ để đây trống này Ừ, thôi. nốt lại cái chỗ cái voucher đó ha, thông tin về voucher.
đó chứ. Mình có voucher mà mình không biết, không đưa vào bill thì đâu biết được là cái bill đó áp dụng voucher hay không, bây giờ rồi bây giờ tới Tiếp theo là phần khách là cái thằng dọn hàng, thì cái thằng dọn hàng là em sẽ lưu là giữa thằng member và cái thằng product detail, thì nó phát sinh ra một cái là khách ID, thì em sẽ không có phân chia ra chi tiết, mà em sẽ tại vì cái thằng khách này á em định nó sẽ là khi mà người dùng loại bỏ ra khỏi cái dọn hàng là em sẽ xóa dữ liệu luôn, tại vì em thấy nó lưu trữ dữ liệu nó không có để làm cái gì hết, vì nó chỉ là tạm thời thôi, nên chị cứ nhét nhét chung vô đây luôn là cái ID và detail product số lượng. Rồi, cũng hợp lý. Favory em cũng làm như vậy, là ID Favory và member product detail cũng vậy, em chỉ là đơn giản là để nhét ở đây thôi, và em xóa là xóa thẳng luôn, chứ em không lưu trong nhiều trạng thái. Rồi tiếp theo là về phần Cái stop thì em nói về cái stop đi. à dạ về thằng stock là thằng kho, thì trong thằng kho này em có lưu một cái là ID kho và cái name và địa chỉ status, thì kiểu như là cái kho này ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội hay là Hải Phòng hay là gì đó em sẽ lưu vào đây. À, Thì làm nhiều kho vậy luôn hả? dạ thì tạm thời là em sẽ để vậy, tại vì một cái kho ví dụ như là người dùng họ địa gán là địa chỉ ở Hà Nội, nhưng kiểu như nhờ cái trạm kho mình chỉ có Hồ Chí Minh thì mình bán là phải ship từ ship Hồ Chí Minh qua, thì em thấy đó nên là để tạm dùng À, kho Hà Nội cũng sẽ kiểu hay như đó, nhưng mà nó sẽ làm cho cái project của mình nó sẽ phức tạp hơn thêm một tí xíu nữa, ở cái chỗ là cái địa điểm ha. Thì cái này cần suy nghĩ cho nó kỹ. giống này. Thì trong cái thằng kho này em sẽ phát sinh ra giữa thằng product detail là chi tiết kho, thì trong chi tiết kho này em sẽ lưu nhận thông tin là ID, ID chi tiết và cái mã kho và cái mã product, kiểu như là giờ trong cái kho ví dụ như kho A, kho thành phố Hồ Chí Minh thì mình có sẽ có chứa nhiều sản phẩm, như là cụ thể như là sản phẩm cái áo áo ví dụ như áo hoodie màu trắng, màu vàng, màu đỏ gì đó em sẽ lưu vô đây, thì số lượng như là áo hoodie màu trắng thì em sẽ lưu số lượng là 3 cái trong đây trong kho, và giá bán là cái em sẽ phụ thuộc vào giá nhập và giá bán ở đây là em sẽ kiểu như là cái sản phẩm đấy sẽ bán được bao nhiêu. Một cái dụng cái áo hoodie đó em bán là em nhập vô là 100.000, thì giá bán em nhập bán ra là 150, kiểu như vậy, tiền và ngày order thì em đây Ngày thì order để làm gì? à, ngày cái này ngày cái ngày order cái này copy cho bên kia em quên sửa thì. Rồi thì trong ở thằng vừa vừa thằng rồi đứt đi theo thì phát sinh cái này, thì trong cái kho em có lưu một cái là stock history chứ, là cái hoạt động của cái kho, thì nó cái hoạt động của kho nó để giúp em mô tả là kiểu như cái ngày đó em thêm được bao nhiêu thêm sản phẩm gì, nói chung em sẽ làm cái gì, ví dụ như là ngày đó em thêm là 3 sản phẩm thì em sẽ lưu xuống là là cái tổng tiền và ngày thêm số lượng tồn của cái kho đó lưu ở dưới đây trong sao ở sao sao mình biết được là thao tác thêm, là thao tác số xuất hàng hay là nhập hàng? À không thầy, cái này em chỉ cái bên stock history này em chỉ lưu là những sản phẩm, thì như lưu lại sản phẩm tồn của từng ngày thôi đó thầy. Thì như là ngày hôm nay là em tồn 10 cái, thì ngày mai là kiểu như em nhập vô thêm 50 cái, thì kết thúc ngày mai á em chỉ là nó sẽ lên là 60 cái, thì em sẽ kiểu như là query được, kiểu như thống kê được là ngày 1 tháng trong tuần này thì mình đã nhập bao nhiêu và tháng này nhập bao nhiêu, thống kê được cái số lượng nhập để mình biết là cái sản phẩm này bán nhiều bán ít thầy. Khoan đã, từ từ nhập đâu, thầy thầy từ từ thầy chưa 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 À, bên đây hóa đơn nhập đây thầy. Bill order giữa thằng stock và thằng producer. Đây. à Là giữa thằng stock này ngoài cái thằng đó ra sẽ có phát sinh ra một cái với thằng producer là cái thằng nhà cung cấp. Thì em sẽ phát sinh ra một cái hóa đơn nhập bill order. Thì trong cái bill order này em có phát sinh ra một cái là số lượng và tổng tiền và ngày ngày nhập. Và ừ cái lưu vô cái ngày nhập vô cái kho đó và cái nhà cung cấp để nhập vô. Và cái ID user này là em sẽ cho là kiểu như là thằng nào nhập, ví dụ mốt em có làm cái thằng nhân viên đó, thì em sẽ phân quyền ra là nhân viên ở trên đây, tại vì em có phân quyền trên đây, Rồi rồi, ok. cái quyền kiểu như là thằng nào nhập vô cái kho đó là xác định được. Thì trong cái bill order detail này em có phát sinh ra một với thằng product detail này là cái bill order detail chi tiết hóa đơn nhập, thì trong chi tiết hóa đơn nhập này em sẽ có lưu những thông tin cũng như tương tự như cái thằng hóa đơn bán của mình, thì ID và tiền số tiền nhập. Đấy, ví dụ như nhập đây 100.000 thì em bán trong lưu trong kho sẽ bán ra 150, thì em sẽ query với đó. Tiếp theo là về phần size, có phần size về cái thằng size và thằng category, em có lưu ý có làm một cái là thằng size, thì tại vì em có bán là kiểu như là em có thể bán cái nón, cái quần, cái áo, thì mỗi cái nón, cái quần, cái áo thì sẽ có số lượng size khác nhau,
thì em giữa thằng size và thằng loại thì em sẽ mapping với nhau là có thằng có ngoại size thì như là với cái loại áo thì ví dụ như là size XL M, còn như loại quần đó thì size thì như 95, 100 hay là gì đó sẽ size khác nhau. Nên khó sinh ra trong đây là Ủa, mà sai sai với category thì nó có đâu liên quan đâu em. Sai với sản phẩm chứ, sao mà sai với category? à, thầy ý em là kiểu như với cái loại đó, ví như loại áo thì ví dụ như có nó sẽ có tên size khác nhau, ví dụ loại áo thì có size XL M, nhưng còn lại quần đó thì nó sẽ có size là kiểu như 10, 15, 20, 30, thì mình sẽ không có biết được cái nào nên em không thể chung em tách ra. Khi kiểu như là tạo ra một cái sản phẩm thì như như thằng product cái loại áo thì khi này có cái ID của Kate thì em Lấy tạo cái ra size thì nó lên đúng không? dạ, hiển thị những cái size thuộc cái loại đó, Rồi, và trong ok. product detail này em sẽ lấy cái size mình chọn vào và lưu xuống đây. Rồi. Rồi về phần đánh giá, right, em có là một cái phần đánh giá là giữa thằng user và thằng sản phẩm. Em sợ có thằng cái sợi dây của thằng user và sản phẩm. Rồi, em cứ show cái băng bắn ray lên được rồi, tại vì nhìn vô là biết được rồi. À, thì cái này có ID ray và cái ID user là cái người đánh giá và cái sản phẩm mình đánh giá. Thực ra ở Thì đây á, thầy có cái này thầy góp ý cái thôi, dạ. em nên để là user user hay là member, tại vì em có chia ra là user và Là cụ thể là member này. Nên member. Thì mình đánh nên giá là để member. cho nó cụ thể chứ, để mình hiểu lầm là cái user là cái nhân viên của mình để đánh giá lại nữa, kỳ lắm nha. User, member. Rồi. Đó là member rồi. Thì trong member này có là số sao, và cái số sao là cái đó, cái số lượng đánh giá là từ 0 tới 5, và số, comment em để đây là null hoặc là not null, là người dùng có thể đánh giá hoặc không, là Rồi. status và cái trạng thái, cái đó trạng thái sẽ có thể là xóa nếu trên admin có thể cái array đó đánh giá là không hợp lệ thì có thể xóa cập nhật lại và cái ngày đánh giá đó. Thì tổng quan qua của em sẽ có những cái bảng như vậy. Rồi, ok, bây giờ từ từ. Dạ. Bây giờ quay quay lại cho thầy chỗ stock đi, stock. Dạ. Stock đi theo, stock đi theo. Thì mình có cái số lượng của từng mặt hàng đúng không? Rồi có giá bán, ok. Rồi qua bên bill, bill đi theo. Rồi Bill 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 của hóa bán hay là hóa đơn nhập cho thầy? hóa đơn bán á, hóa đơn bán. Dạ. Đây. Rồi bây giờ thầy hỏi bán này mình biết được bán từ cái hot lake, xuất hàng từ hóa đơn nào không, từ từ kho nào Dạ có thầy, tại không? vì trong app của em á, lại tại vì em có làm một cái phần stock detail này á, thì khi mà em query đó em sẽ không query từ hàng product detail mà em sẽ query từ hàng stock detail để em lấy ra thông tin cụ thể là cái hàng đó thuộc cái sản phẩm nào, và tại vì trong đây nó có cái Rồi. ID product detail. Nhưng mà khi mà lấy hóa đơn thì biết được là cái sản phẩm đó mình lấy từ kho nào không? À, em nghĩ là tại vì mình sẽ query từ trong cái kho lên cái sản phẩm đó, thì nó chỉ hiển thị những cái sản phẩm thuộc kho thôi, thì khi lúc mình có tạo ra hóa đơn thì nó đã có một cái ID product detail, thì mình chỉ cần xác nhận trong cái kho thôi, tại vì em bán từ trong cái kho ra. Thầy biết rồi, thầy biết rồi. Một cái kho của em nó, một cái đi rước đi theo này nó nằm ở trong nhiều kho. Dạ đúng rồi. Bây giờ thầy em có rước đi theo này giờ, nhưng mà thầy không biết được bán từ kho nào. Không biết bán từ kho nào thì sao sao em thống kê được cái kho đó bán được bao nhiêu hàng? Là xuất hàng từ từ kho đó bao nhiêu? Em chỉ biết nhập thôi, nhập vào kho thôi, nhưng mà giờ xuất kho mình đâu biết được xuất kho bao nhiêu. Hoặc là cái sản phẩm đó em bán từ kho nào đâu. Hiểu không? Hình dung không? Dạ hình dung thầy. Thì đó bây giờ. Để luôn thêm một cái trường là ID Đúng rồi, stock ID vào. kho, em chỉ lưu cái name thôi, em chỉ lưu cái name mới được không thầy, Thầy chỉ nghĩ là lưu lưu cái stock ID của kho luôn chứ. à, dạ Để sau này mình thống kê lại, với cái kho đó mình bán được bao nhiêu hàng, mình xuất hàng trong cái kho đó bao nhiêu. Thì giờ. Đó, cái hóa đơn bán đó chính là hóa đơn xuất xuất kho luôn đó, ví dụ vậy nha. dạ rồi. Nhưng mà làm như thế này á, thì lưu ý giùm thầy là khi nào thì mình mới cập nhật cái kho, Là ID kho, và cái ID kho đó có cho phép chỉnh sửa không? dạ cái ID kho này thầy có thể cập nhật, thầy có cho kiểu như là người cái thì như là cái giá bán này có cho chủ quyền cập nhật giá bán thôi, kiểu như là sản phẩm đó ngày lại Không, ý thầy đang hỏi là cái hóa đơn bán á, lúc mà cái cái hóa hóa đơn đơn này thầy là có mình sẽ cập nhật theo trạng thái thôi thầy, chỉ có một là tự động nó cập nhật theo trạng thái. không, ý là thầy đang nói là cái kho, ví dụ như là có thể có nhiều cái kho chứa cùng mặt hàng đó, nhưng mà lúc mà người đặt hàng á, người ta đặt đúng không, đặt vô kho A, lấy kho A ra, nhưng mà lúc mà em chuẩn bị hàng em giao đi á,
Thì kho A nó lại hết hàng, em lấy từ kho B thì phải cho phép cập nhật cái chuyện đó không? Ví dụ như vậy, đặt ra những câu hỏi như vậy. Hiểu ý câu hỏi của thầy không? Là khi mà kho A hết hàng. Em lấy cái hàng thì dù kho B nó còn hàng đó thì làm sao để em thay đổi được cái kho A, kho B thành kho A ở trong cái hóa đơn đó. Được chưa? Dạ. Rồi có câu hỏi nữa là nếu làm như vậy, nhiều kho như vậy á, thì với một cái đơn hàng của khách hàng á, một đơn hàng khách hàng á, nó gồm nhiều sản phẩm đúng không? Dạ. Thì một cái đơn hàng đó có phải là lấy từ một kho không hay lấy từ nhiều kho? Nó có thể lấy từ nhiều kho thầy. À, lấy từ nhiều kho. Tại vì kiểu như cái có thể họ mua cái quần, cái áo ở kho A, cái quần ở kho B thì vẫn được thôi. Thì chỗ đó mình em phải làm cái quy trình cho nó kỹ nha, tại Dạ. vì có nhiều kho như vậy thì cái quy trình nó hơi phức tạp hơn. Được chưa? Nhóm nào mà làm kho thì để ý giùm thầy nha. Kho thì cực kỳ hay đó các em, và mở rộng được khá nhiều á. Nhưng mà phải nghĩ tới cái quy trình. Thứ nhất là quy trình nhập kho này, quy trình xuất kho này. Được chưa? Nó phải kỹ ha. Rồi nhóm nhóm của Tài làm cái database khá tốt á. Nói chung là cover được hầu hết tất cả các vấn đề. Nhưng mà có một vài cái nó như thiếu thì thầy có góp ý vào rồi đó, thì cố Dạ. gắng xem xét lại, chỉnh sửa lại cho nó hợp lý nha. Dạ. À, còn cái database thì khá tốt, có thể mở rộng ra để làm được nhiều thứ đó. Còn đối với cái đồ án di động này của mình thì nó không cần nhiều như thế này, nó không cần, nó chỉ cần một vài bảng thôi trong này thôi. Nhưng mà Dạ, nếu tại mà vì thầy Hảo có làm cái là làm chung với đồ án của là di động mà, tại vì bên web thì chị làm là phần admin thôi, về còn bên di động sẽ làm phần user. à Em ok lưu lưu cho đây luôn. rồi, ok Dạ. rồi, cảm ơn nhóm Tài nha, có coi Dạ, chỉnh sửa lại ha. chưa. À, bằng Em đa hỏi hả? thấy nhóm các bạn có cái răng á, hồi nãy cái răng. Cái run À run đây. của user, run của member. Rồi, member. Rồi ok, đã hỏi gì? Nãy nãy ông có nói cái tôi nghĩ ra liền là lỡ như người ta share cái tài khoản bất địch cho người ta, giờ người ta đặt giờ cái được khuyến mãi luôn hoài 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 là sao? Thì mình thấy cái việc đó bình thường mà, tại vì ví dụ cái như như có một cái run cái như mốt ví dụ như ở Phước Long đi, thì khi mà người dùng á có một cái kiểu như cái thành thẻ thành viên là run đó, thì khi mà người dùng này cứ đưa tới đó xác định được ai đó, ta sẽ biết là à ta có cái run cái thẻ đó thì ta được giảm giá, thì có thể đưa cho người này người kia, tại vì mình có áp dụng rồi. À, Kiểu như là đâu sao đâu em được nè, cái đó ông có giới hạn lại không? có giới hạn, nó sẽ kiểu như là thì cái mức rank này, mức rank và cái giá tiền và cái phần trăm discount của nó cho đây mình có để trong đây đấy, ai đi rank thì phần trăm discount của nó này. Hay ta. Thì còn cái rank hết hạn nữa thì là do vào deadline đây, thì có ngày đây kiểu như là ngày hết hạn cái rank đó. Nếu mà chỗ này nhóm của Tài làm là hay hơn cái nữa thì thầy cứ góp ý chỗ cái rank này á, thì em nên có thêm một cái là history ở phần trên này, cái phần discount á, nên có thêm cái history discount nữa, discount history để làm gì, để mà sau này mình có những cái phần mà mình thay đổi cái chính sách giá này nè, thì mình sẽ cập nhật vô phần cái history đó để mình sau này mình có cần xem xét lại là à, với cái rank đó mình đã thay đổi giá bao nhiêu lần rồi, giá nó như thế nào rồi, hiểu không? còn Em cái còn cái hiện tại là cái mình đang discount là discount category này là cái hiện tại, hiểu không? Đó thì đó là cái góp ý thêm của thầy để mà mình có thể thay đổi những cái đó. Thì các bạn làm database, các bạn nên có những cái bảng history nha các bạn, log, mình gọi là log hoặc là history á, để mình lưu trữ lại các cái thao tác, những cái thay đổi nha. rồi. Rồi, à, các bạn còn có những câu hỏi khác gì nữa không? Thầy thấy nhóm Tài làm rất rất tốt, các bạn có thể tham khảo cái database này hoặc là có thể hỏi thêm một Tài. Tiếp theo cho em Cảm hỏi ơn về phần chat. cái mong chờ xíu rồi. À, vâng chờ. Tại thấy không Long ơi, Dạ rồi thấy rồi, dạ rồi thấy rồi. zoom to lên, zoom to xíu nữa ta, rồi được rồi em, rồi chỗ này nè Tài, nếu mà thật ra mấy chỗ khuyến mãi đó thì thầy không có can thiệp, nhưng mà ở đây thầy có gợi ý thôi. À, thì thực tế khi khuyến mãi á thì có ngày bắt đầu, ngày kết thúc là ok rồi, là cái nào phải có đúng không? Cái thứ hai á là khuyến mãi thì nó có phần trăm hoặc là khuyến mãi theo đúng số lượng, đủ số lượng là dừng lại.
phần trăm khuyến mãi là bao nhiêu phần trăm, đúng không? Sử dụng dừng lại là sao rồi thầy? Ví dụ như là như nãy cái nhóm của bạn bạn Đạt thầy có gửi góp ý á, bạn có khuyến mãi trên sản phẩm đó đúng không, nhưng mà mình đưa ra cái chương trình khuyến mãi đó, ví dụ thầy khuyến mãi sản phẩm A có 50 đến 50 sản phẩm, thầy dừng lại thầy không làm nữa. Cái chương trình của thầy bắt đầu từ đầu tháng đến cuối tháng đi, đầu tháng 11 đến cuối tháng 11 đúng không, thầy khuyến mãi sản phẩm A đó 100 cái sản phẩm đúng không, à nhưng mà tới ngày 20 tháng 11 thầy khuyến mãi đủ 100 cái rồi, mà chương trình nó kéo dài tới 30 lần. Số lượng voucher được sử dụng. À đó, hiểu không? Mặc dù cái chương trình của mình nó bắt có ngày bắt đầu ngày kết thúc, nhưng mình cần quan tâm tới là cái maximum á là bao nhiêu. Đúng không? Maximum được 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 khuyến mãi là bao nhiêu đó, mình cần có cái đó. Là một cái gợi ý thêm của thầy. Cái thứ hai á là khuyến mãi thì có cái giá khuyến mãi. Đúng không? Giá khuyến mãi thì mình có thể giá thì người ta thay theo phần trăm hoặc là cụ thể luôn cái giá tiền là bao nhiêu. Em định là cái phần voucher tự nhiên là khuyến mãi nhưng tối đa bao nhiêu phần trăm thì có nên nhét cái ride vô đây không thầy? Nên Mắc thầy nghĩ ride là luôn. nên nên có cái mark price, ví dụ cái giá dù em khuyến mãi 50% đi đúng không, 50% mà cái quá đơn của người ta đó nó tới 10 triệu đi, giảm tới 5 triệu luôn thì nhiều quá đúng không, thì chỗ này thông thường thì người ta hay hay kèm theo cái chuyện là maximum tối đa là bao nhiêu thôi, maximum giá tiền trả là bao nhiêu thôi, mặc dù 50% nhưng giảm tối đa là 1 triệu thôi, ví dụ vậy. Hoặc là mình để kèm theo các điều kiện chỗ này để em suy nghĩ thêm thôi nha, kèm theo các điều kiện khuyến mãi, ví dụ như là làm sao để đảm bảo được cái voucher đó được sử dụng, minimum của bill đó là bao nhiêu nữa, hiểu không? Đó là có những cái mà thầy góp ý thêm để mà em hoàn thiện cái chỗ cái quy trình mà khuyến mãi. Các nhóm khác cũng vậy, khuyến mãi thực ra nó là một vấn đề khó nha các em, nó không có đơn giản đâu, tại vì mỗi cái công ty, mỗi cái cửa hàng hoặc là mỗi cái tổ chức khác nhau thì người ta sẽ có những cái quy định về khuyến mãi khác nhau, nhưng mà làm sao đó thì mình đưa ra một cái quy trình khuyến mãi cho nó hợp lý ha, thì đó là một cái vấn đề khó đấy. Đó thì có những cái góp ý thêm của thầy chỗ đó để các bạn nó thực tế, đó là những cái vấn đề thực tế mà nó basic nhất ha. Rồi Long hồi nãy có hỏi gì về voucher thì hỏi đi em. Em tính hỏi là thứ nhất là cái member này họ có thể sử dụng một lúc nhiều voucher được hay không trong một hóa đơn, và cái thứ hai nữa là khách hàng đó vừa có rank cao và vừa áp dụng voucher thì lưu ở trong cái chi tiết hóa đơn như thế nào á? Ý là em chưa thấy cái mối liên hệ rõ ràng giữa voucher rank và cái hóa đơn. Là cái trong cái voucher này á thì nó sẽ được sử dụng chỉ một thôi, còn về còn sự xét sử dụng chỉ một sao thì ở trong code mình có đặt điều kiện cho nó ở dưới code thì như là chỉ được áp dụng một voucher. Hiện tại thì như vậy, còn những còn một cái hình thức mà áp dụng nhiều voucher hơn thì mình chưa nghĩ tới, nên là xác định là nếu đã động định luôn sẽ là một cái. Về còn về cái phần member, ví dụ như là vừa cái đặt cái voucher vừa có rank cao á, thì đây là do người dùng, tại vì họ dùng họ mua nhiều á, cái rank á, hóa đơn điểm này á, sẽ phụ thuộc vào số lượng hóa đơn người dùng mua. Ví dụ họ mua mà đạt lên rank kim cương á, thì chứng tỏ là member này đã mua nhiều rồi và nó nên được discount, phải có cái discount này riêng của nó là discount theo loại là theo rank thôi. Còn về cái phần voucher member này á, thì nó được discount rồi và nó được áp dụng voucher thì nó hai cái này bình thường. Trong cái phần bill á, hóa đơn thì mới này thầy có kêu là phần voucher thì mình sẽ note thêm cái phần voucher vô, và cái discount của cái thằng member theo rank á thì mình cũng đã note thêm bên đây rồi. Rồi rồi để thầy nói chỗ này cho kỹ hơn tí xíu, thầy đúng ý của các bạn không nha. Thì lúc nãy thầy có góp ý cho cái chỗ cái nhóm nhóm của Tài, thì Lâm xem thử nó có hợp lý không nha. Thì khi bạn thiết kế thì bạn chưa có cái mối liên hệ giữa cái discount đúng không, chưa có mối liên hệ giữa voucher, thì thầy có góp ý thêm rồi là bạn có thêm vào, thì có thêm bằng voucher vào cho bill. Thì thông thường voucher là dành cho tổng bill ha, voucher dành cho tổng bill thì mình sẽ đưa cái thông tin của voucher mà người khách cái user đó sử dụng vào trong cái phần cái bảng bill, được chưa? Còn cái discount thì bạn đang đăng cái rule của bạn đó là theo cái category, thì ở đây mình sẽ đưa nó vào discount cho cái bill đi theo, nghĩa là cái sản phẩm nào thuộc cái category đó thì mình mới discount, thì bạn đã đưa cái thông tin đó vào ở trong cái bảng bill đi theo rồi. Thì đó đó là mối liên hệ giữa discount voucher và cái bill. Và ở đây thì một thông thường thì một voucher thì chỉ được áp dụng một lần thôi,
À. Một user thì áp dụng voucher đến một lần thôi. Khi nào dùng xong rồi thì cái status mình chuyển qua là đã dùng rồi. Còn có cái voucher member đó. Chưa dùng thì status là gì, còn đã dùng rồi status là gì. Ha. Thì khi mà thiết kế chỗ này đó, các nhóm lưu ý luôn thiết kế chỗ này mình ở trong này nó có mấy cái đoạn, nó có mấy cái thằng mà mình có thể insert tag vào đó, mình để mình ghi chú lại. Ví dụ status đó mình sẽ để là status số 1 là gì, số 2 là gì, số 3 là gì luôn để người ta đọc vô ta dễ hiểu cái status. Yeah. À. Mình nói thêm mấy đó vô thôi. Rồi, Long, nhóm Long ok không chỗ này không? Dạ ok, mà cho em còn hỏi một xíu nữa là ở cái phần member nó có cái điểm để mà tăng rank ấy, thì cái quy định về cái điểm nó như thế nào, tức là theo build hay là theo sản phẩm như thế nào? À đây, cái điểm theo đây rank thì sẽ phụ thuộc dựa theo rank đây, cái rank nè, cái số điểm rank nè đạt được, ví dụ như giờ mình có một cái rank ID là A thì cái name rank nó tên là vàng thì số điểm 100. Thì khi mà người dùng á lúc mà tạo ra account thì cái rank current boy này sẽ tự mặc định là 0. Thì rank 100 điểm nó tương đương với một hóa đơn 100.000, ví dụ họ mua hóa đơn 100.000 đi á, thì khi này á hệ thống sẽ check thử coi là ở thằng này có đạt mức rank này chưa, đạt đủ số điểm chưa, nếu đủ rồi sẽ cập nhật rank cho thằng này là xét qua là rank A. Mặc định của ban đầu là B, là C hay gì đó, là rank bạc hay đồng gì đó. Nghĩa là cái này là bạn sẽ lý code thôi em. Nghĩa là bạn xem thử là cái bạn sẽ cộng cái điểm vào trong children boy dựa vào cái tổng tiền của hóa đơn. Dạ, đúng rồi. Và trong lấy cái children boy mình xét với cái rank, cái boy rank ở trong rank này thì bắt đầu cập nhật lại cho nó. Thì trong cái này là cái code đó, cái xử lý luồng ở trong đó. Cái luồng riêng đó. Nghĩa là cách tính điểm á, cách tính điểm dựa vào tổng tiền của hóa đơn nha nha Long. Dạ dạ. Ông tính dự định là viết cái luồng xử lý là trên trigger là của database luôn hay là xử lý bằng cái code? À mình sẽ viết ở trên server, tại vì cái thằng server là cái thằng quản lý mấy cái database, mà khi trước khi nó gửi dữ liệu về cho cái thằng mấy thằng member hay là app hay là web gì thì nó sẽ phong bằng user, thằng database là user thì mình sẽ xử lý trên user. Thì như xác định cụ thể như là chỉ như 0 giờ mỗi ngày thì bắt đầu cập nhật lại cái này, 0 giờ mỗi ngày đầu cập nhật lại cái này. Cái hướng của mình sẽ làm như vậy. Ghê, nhớ không ghê ạ. Nên nếu 0 giờ mỗi ngày sẽ tránh được cái trường hợp là kiểu như là cứ run đó, kiểu như là họ không mua gì hay là cái gì đó run thì nó vẫn như vậy, nên cập nhật đó là dead run nè. Đấy. Và cập nhật cái void nè. Thì như khi người dùng tạo ra một cái hóa đơn và hóa đơn là được cái trạng thái là đã giao thành công thì cái Google Boy tự động cập nhật lại là số điểm được cộng tăng lên. Và còn cái dead run thì nó sẽ được cập nhật theo ngày, từng ngày cứ tới 0 giờ mỗi ngày thế là cập nhật lại cái run này, thì nó kiểm tra coi là cái run nó tới ngày kết thúc chưa, kết thúc rồi thì bắt đầu hạ run xuống. Là như vậy. Mấy bạn còn có hỏi gì không? Cái phần voucher mình có cái bảng history riêng cho nó không? Voucher history. Kiểu ai được nhận cái gì và lúc nào, ấy là mình sẽ quản lý cái phần đó luôn. À, tại vì không, chắc mình nghĩ không cần, tại vì mình sẽ dùng một cái active history ở trên đây rồi, là cái lịch sử hoạt động của user. Thì thằng user trong đây cụ thể luôn là có thể là member hoặc là admin luôn, hoặc là người dùng hoặc là cái nhân viên. Thì khi mà kiểu như thằng member này á, nó kiểu như nó sử dụng một cái, nó tạo một cái hóa đơn, là nó sẽ có một cái hóa đơn, nó tạo một hóa đơn thì mình lưu xuống hoạt động như đây luôn, là ngày đó hóa đơn tạo ra một cái hóa đơn là A gì đó, giá tiền bao nhiêu thì đây trong đây user ID luôn, nó cụ thể đây mình lưu cái hoạt lịch sử hoạt động của các member trong đây là user luôn. Có áp dụng voucher thì cũng lưu vô đây. Đấy. Lưu vô là đã sử dụng một cái voucher còn ngày mấy, đây đi user nào. Rồi các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Phải nhóm bạn mà Tài. Chỉ cho mình qua coi cái phần sản phẩm này thôi. À đây. Sản phẩm đây thì nó dựa vào ba cái này nó phát sinh ra một cái quan hệ gì theo đây.
cái này ông mới thiết kế thôi đúng không? Ông thử insert dữ liệu ảo đi, bảo đảm có là được, một có nồi lại luôn. ở cho mình hỏi là sao ở trong cái bill detail nó lại lưu cái product detail mà nó không lưu cái product? À, tại vì trong cái product detail á, cái product này chỉ lưu là tên một sản phẩm thôi, nhưng không biết sản phẩm đó là cái màu hay là size nào hết, thì nó phát sinh ra các bạn là product detail là cái sản phẩm A size gì, màu gì thì trong đấy lưu hết rồi nè. Thì khi này á, mình hóa đơn, các hóa đơn của mình mua là mình sẽ chọn size màu, thì nó sẽ phát sinh ra một cái mã ví như là AXL vàng, thì nó sẽ lưu cái ID ở đây, vàng đây thì lưu ở đây, thì theo đây nó sẽ biết được là AXL vàng thì trong đây cái hóa đơn nào. Còn trong cái product này á, chỉ lưu là một cái sản phẩm thôi, cái tên sản phẩm thôi, chứ không biết sản phẩm đó cụ thể là có brand gì, size gì, có lượng màu gì, nên phát sinh được cái này. Vậy cái sản phẩm của mình đó, ví dụ mà mình đưa một cái sản phẩm, mình có đơn phương giảm giá cái sản phẩm đó. Ý là không không có giảm thông qua discount, cũng không có giảm thông qua voucher luôn á, kiểu À, không, như mình thì ban đầu đã nói là mình không có làm theo cái dạng mà khuyến mại theo toàn sản phẩm như mấy à. công ty, thì mình sẽ khuyến mại theo run và dựa vào run là discount theo loại thôi, chứ không có dựa vào khuyến mại theo toàn sản phẩm. Những Ok. người trải nghiệm người dùng là phải sử dụng mới được khuyến mại. Thì mình hỏi là bên chữ size á, là chỗ percent right là như thế nào? À Dạ nó à có cái này dư rồi. này dư, cái này dư à, không 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 dư đâu, cái này không dư. Mục đích của mình đặt ra cái size này á, có một số trường hợp là với cái size đó thì cái giá tiền khác nhau, ví dụ là cái áo size A, size M thì cái giá tiền nó sẽ khác, và cái phần size là cái phần trăm giá tiền á, thì kiểu như là mặc định nó size S á, phần trăm là không, kiểu như size XL thì nó sẽ tốn bạn một tí đi, ví dụ vậy thì sẽ Không, lên. thầy 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 nghĩ chỗ này không hợp lý đâu Tài ơi. Em Dạ. muốn giá tiền của nó thì em nên để trong cái product detail á. Cái giá tiền của sản phẩm em nên để trong product detail thay vì để trong product, thì nó sẽ hợp lý hơn. Với cái size đó, với cái màu đó thì giá tiền như thế nào luôn, cụ thể À, luôn. cụ thể luôn. Ừ. Hiểu không? Ừ. Thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ mình để cái giá, cái bờ xe nó không hợp lý lắm đâu, cách tính nó không hợp lý đâu. Nhiều khi tính không ra được phần trăm đâu. Nên là cái giá Thì tiền em nên suy nghĩ là mình sẽ để trong cái product detail. Giá tiền hiện tại bây giờ em đang để trong product. Nhưng mà ví dụ cái áo đi, size M thì giá khác, size L giá khác, size XL thì giá khác, hoặc là màu trắng giá khác, màu trắng mà size M giá khác, màu trắng mà size L thì giá khác. dạ đúng Hoặc là rồi. màu đó thì nghĩ là nên để nó ở trong cái product detail cái giá nha. Cái giá tiền á nên để trong product detail. Tại vì ban đầu á thầy là em làm theo cái dạng là thì khi cái hóa đơn nhập á thầy, thì cái hóa đơn nhập là cái giá tiền để nhập về là với số tiền ở đây, và giá bán á thì em sẽ lấy từ product stock detail ra chứ không lấy từ ở trong product detail thầy. Em lấy từ sẽ giá bán từ trong cái kho này Thì cũng 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 được thôi. thì với nó lấy giá bán ở trong Vậy kho vậy thì thì đâu cần cái percent price để làm gì đâu. Hiểu không? Vậy cái à percent đúng price trong size của em đâu có ý nghĩa gì đâu. à đúng rồi đúng rồi đúng rồi quên cái giá nhập trong đây giá tiền ở đây rồi Ừ, đã có giá tiền giá bán đâu mà. rồi. À, cho mình hỏi thêm cái phần chat đó, lưu trữ hai cái ID của member với là user là sao? À, là kiểu như là bây giờ thằng member nó muốn liên hệ hỗ trợ với thằng user là cái thằng bên admin bên mình, thì mình sẽ một cái thằng thì nhìn nó như mình đã nói thằng admin, thì ngoài ra ngoài admin ra mình có thể là có nhân viên, thì cái nhân viên trực, thì khi mà thằng member nhắn tin á gửi lên thì có người nhận là cái thằng user là ID nào đó, thì mặc định cái user ID sẽ được gửi tới làm ID của nó là admin.
và cái người 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 nhận là admin và người gửi là member thì cái comment tin nhắn ở đây. Khi mình chat lên, nó ví dụ là mình chat ABC mà gửi cho thằng nào thì cái ID user là cái thằng nhận và ID member là cái thằng người gửi là mình. Rồi. Mình thấy thực ra đây nó còn thiếu một cái bạn nữa là conservation là cái đúng rồi. Cái chi tiết để biết ai nhắn cái gì đó đúng không? Không, không, đây thực chất á, đây là cái bạn chi tiết nè, chi tiết à. Chat này, còn cái conservation là nghĩa là cái đoạn tin nhắn cuối cùng á, thường trên Facebook hay có tin nhắn cuối cùng á. Như nó hiển thị ra là vào ngày mấy tháng mấy là chat tin nhắn cuối cùng là gì, không nhấn vô mới ra hiển thị ra các chi tiết là mấy cái này. Ý là vậy. Còn thiếu cái phần đó. Tại ở cái bạn chat này thì làm sao để mình biết cái nào tin nhắn thuộc về của member, còn cái nào thuộc về cái thằng admin? Ấy, nó có cụ thể là tin nhắn thuộc về member và admin này, nó có cái ID này. ID rồi cái thông tin là message nó. Đúng rồi. Ý bạn hỏi là như thế này nè, Tài ơi, là cái tin nhắn đó được gửi bởi ai á? À thì đó mình mới nói là mình thiếu một cái bạn là conservation đó, là cái bạn bạn đó đó thì có thiếu cái bạn đó để nhận biết được là cái tin nhắn cuối cùng là của ai gửi và ai nhận đó. Thật ra chỗ này em nên tổ chức lại cái chỗ này tí xíu cho thì nó hay hơn đó, ha, để mình biết được ai là người gửi ai là người nhận. Dạ. Suy nghĩ thêm tổ chức chỗ này. Cái này nó cũng dễ thôi chứ nó không khó đâu. Em lúc thiết kế này mình thấy nó sai. Không có sai nhưng mà nó thiếu thôi. Dạ. Suy nghĩ thêm chút xíu nữa là ta thôi. Nó là gì? Nó dễ lắm chứ nó không khó đâu. Nên là thôi thầy không bởi ý chỗ đó ha. Để cho các bạn suy nghĩ, các bạn làm cái chỗ đó. Hoặc là nếu em sẽ sửa đây là ID member, ID ở đây là admin revert này và river nè, thì khi này nó sẽ dựa vào cái thằng ID nào trên cán ở đây. Không cần đâu. Không cần, là em nên tạo ra một cái bảng nữa để lưu cái đoạn hội thoại giữa user và member. Dạ. Yeah. Mình có một cái bảng để lưu trữ là giữa user và member này nó có chat với nhau chưa. Được chưa? Rồi mình có một cái bảng giống như là chi tiết các đoạn chat của user đó đó, để biết được user nào nhận, user nào gửi. Ha. Rồi. Thì thấy khá tốt á. Chắc các bạn khác còn câu hỏi gì nữa không ạ? Thực ra nhóm của Tài thì làm cái database nó rất là bự các bạn. Ha. Và muốn làm bự như thế này thì các bạn khi mà thiết kế lên cái hệ thống của các bạn, cài đặt các bạn phải làm cực khổ lắm á. À, nhiều lắm, cả web cả app. Rồi cảm ơn nhóm Tài rất là nhiều nha. Dạ rồi anh sửa lại. Ok rồi, có gì các bạn sửa xong rồi bạn update lại cái database lại luôn ha. Dạ. Lên trên Lightroom. Cảm ơn thầy. Stop share. Ok rồi, còn nhóm nào muốn chia sẻ nữa không? Còn nhóm nào nữa không các bạn? Hay là các nhóm đang sửa lại database dựa vào những cái góp ý của thầy với ba bạn ha, ba nhóm. Tại vì dựa vào phần trình bày của ba nhóm các bạn sửa lại database.
Hết rồi các bạn, không còn nhóm nào nữa à. Nhà em có 7 bạn thôi giờ. Đứa đi sở thích vậy. Bạn thấy gì đâu chửi thì làm được nhiều xe bấy nhiêu, hoặc là nếu mà các bạn thấy các nhóm trình bày rồi thì các bạn thấy mình nhóm mình thiết kế mà nó có thiếu sót gì đó kèm với những góp ý của thầy với các nhóm đã trình bày rồi đó các bạn, thì các bạn cứ chỉnh sửa lại. Rồi nhóm bạn bạn Long thì sao, Long sao vậy? Nhóm em chia sẻ Ok. Rồi chắc làm nhóm của mình nữa thôi ha. Rồi các nhóm còn lại thì chỉ chú nhóm ý. em thì sơ sài thôi kìa, em thấy mấy bạn làm nhóm em Không sao, không thì sao. cũng nhóm em có 7 bảng thôi, gồm có Ừ. bảng thành viên, bảng hóa đơn, bảng giỏ hàng, bảng chi tiết hóa đơn, bảng sản phẩm, bảng loại và bảng nhà sản xuất. Ừ. Thì bảng loại thì bọn em sẽ gồm có tên loại và trạng thái. Trạng thái nếu như em cho nó là kiểu in, nếu như là số, nếu như là không thì nó sẽ xóa, còn nếu như là một thì nó vẫn còn hiện, nhà sản xuất như vậy. Còn bảng sản phẩm thì nó gồm có ID và sản phẩm, nhà sản xuất, giá sản phẩm, cũng có CPU, RAM, ổ cứng và giảm giá. Em nghĩ là cái giảm giá này thì cho vào đây luôn này chắc sai được. Em sẽ làm cái cột ở đây, làm cái bảng giảm giá đây nữa, và bảng trạng thái. Còn nó sẽ chưa lên là bảng giỏ hàng. Và trong cái bảng giỏ hàng này thì nó sẽ chiếu về bảng thành viên và bảng bảng giỏ hàng nó sẽ ID đến bảng loại. Mình có bảng hóa đơn và chi tiết hóa đơn. Nói chung là em thanh toán xong rồi em mới có hóa đơn để làm rồi, kiểu như là từ cái bảng giỏ hàng này nè, rồi họ nó ấn thanh toán rồi nó mới chịu đến cái bảng, nó mới thành được cái hóa đơn để làm cái trạng thái. Thì em Rồi, nghĩ ok, ở đây thầy 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 nãy em có nói lại từ cái giỏ hàng với cô hóa đơn đúng không? dạ. Thì ở đây á như như thế này, các bạn lưu ý luôn, nếu mà chúng ta chỉ làm web ha, chỉ làm web thôi đó, web bán hàng thôi đó, thì cái bảng giỏ hàng này nó không cần nha các bạn. Thực ra bảng giỏ hàng thì người ta chỉ lưu trữ tạm thôi, được chưa? Và người ta sẽ khi nào em thanh toán em thì nó mới vào hóa đơn là đúng rồi. Còn bây giờ chúng ta đang làm app á, làm app ha, thì chúng ta sẽ có cái bảng giỏ hàng này trong database để mình lưu trữ lại những cái giỏ hàng sản phẩm người ta đã đưa vào giỏ hàng rồi, lần sau mở cái app lên nó còn lưu trữ lại ha. Đó là mục đích của bảng giỏ hàng, là để lưu trữ lại những cái sản phẩm người ta đã chọn vào giỏ hàng, và lần sau người ta mở app lên thì nó vẫn còn trong đó. Và lý do là chúng ta đang làm app nha các bạn nha, chứ còn làm web thì thật ra không cần. Làm web thì các bạn chỉ cần lưu trữ tạm cái này trong session là được rồi ha. Thì đó là một cái điểm mà thầy cần lưu ý với các bạn, để sau này mình thiết kế database thì nó còn phụ thuộc vào cái hệ thống của mình là như cái gì. Rồi cái thứ hai ha, ở đây thì thầy có bảng chi tiết, bảng bảng hóa đơn của bạn là có thành viên nè, ngày, shipping phone, shipping address, còn có em nên có thêm mấy cái thông tin như là người người nhận là gì, tên người nhận là gì, giống như hồi nãy thầy có góp ý cho các nhóm khác đó. Được chưa? Mình có thể là người đặt này không, nhưng không nhất thiết là người nhận, không phải là người nhận, được chưa? Rồi tổng tiền, rồi trạng thái hóa đơn, rồi các bạn nên có thêm mấy cái thông tin về ngày ngày đặt hàng, ngày nhận hàng, ngày ngày hủy, rồi rồi lý do hủy hoặc hủy hủy cái đơn hàng này là gì, để cho các bạn làm có lý do hủy nữa nha các bạn nha, hoặc là lý do mà trả hàng gì đó ha, thì các bạn phải cần có những cái thông tin đó, cái lý do. Xuống cái phần chi tiết hóa đơn đi em. Chi tiết hóa đơn của em cũng có chi tiết hóa đơn sản phẩm, số lượng, đơn giá, kiểu như là làm
làm để cho nó triệu ra kiểu tính tổng tiền rồi thanh toán thôi thôi. Nhưng mà chỗ này thì lưu ý luôn là nếu mà có khuyến mãi thì có cần thêm khuyến mãi vô, còn không mà thôi mình có thể bỏ đi khuyến mãi luôn. Nếu mà làm đơn giản thì em bỏ luôn cái khuyến mãi ít bản thì thôi, bỏ luôn khuyến mãi luôn đi, thầy nghĩ là không cần khuyến mãi đối với các nhóm mà không. Nói chung là mình hạn chế đi cái việc là phát sinh quá nhiều chức năng ra rồi làm nó không hết, mình làm ít chức năng mà nó đảm bảo được đúng yêu cầu thôi ha. Thì các bạn thấy bỏ đi khuyến mãi xuống dưới, đi xuống dưới bản sản phẩm của em á thì thấy có khuyến giảm giá á thì không cần đâu ha. Em chỉ cần để trong này đơn giản là ok có giá giá bán được rồi, giá sản phẩm á, còn giảm giá thì cũng không cần đâu. Em làm giảm giá nữa thì em phải cập nhật lại cái chỗ cái nhiều nhiều thứ ha. Và ở đây thì đúng là làm đơn giản, nhóm làm đơn giản thật chứ không có nhiều nhiều ha. Về dù sản phẩm em bán laptop đi thì ngoài có CPU, ngoài RAM, ngoài ổ cứng ra thì thầy nghĩ các em nên thêm một cái trường mà nữa, đó là trường mô tả ha. Mô tả về các thông tin thêm về cái sản phẩm đó chứ ít quá. Rồi hình ảnh của sản phẩm đâu, lại chưa thấy được cái hình ảnh sản phẩm nè, được chưa? Rồi nói chung thì nhóm cố gắng sửa lại cái database, được chưa? Thêm ít như thế này cũng được, không cần nhiều, tại vì làm app di động này thầy cũng đâu chưa có yêu cầu các bạn phải làm việc nhập hàng này nọ vào, thì chỉ là mình bán thôi. Nhưng mà quản lý được cái mấy cái thông tin cho nó tốt và nó phải bám sát vào cái layout mà các bạn thiết kế nha. Rồi và có thêm một vài cái thông tin giống như nãy thầy có gợi ý với các nhóm khác, đó là cái các bạn cần quan tâm tới cái vấn đề ngày giờ, ngày tạo, ngày cập nhật hay là ngày xóa đó, các bạn cần thêm cái thông tin đó vào. Tập thói quen là mình quản lý dữ liệu có thêm cái mốc, các mốc thời gian, thấy chưa bạn? Đó là những cái thông tin thêm thôi. Rồi nhóm nói chung là dựa vào những góp ý của thầy với các nhóm khác này để mà các nhóm cố gắng hoàn thiện cái database của nhóm mình cho nó hợp lý nha các nhóm. Rồi các nhóm nào mà chưa nộp thì cứ việc nộp, hoặc là nhóm nào mà nộp rồi nhưng mà cần chỉnh sửa lại, nói chung là phải, các thằng ấy phải chỉnh sửa lại đó, chỉnh sửa lại rồi nộp lại trên Lightroom nha. À, thì hôm nay thì dành một buổi ra để mà chúng ta review cái database để làm cho cái database cho cái đồ án của mình. Tại vì như thầy nói rồi, cái database thì nó cũng không phải là cái vấn đề chính ở trong môn học này của mình. Nhiều lúc mà nghĩ ra tự nhiên học di động mà lâu database ra kỳ quá đúng không? Nhưng mà thầy muốn này chúng ta có một cái database cho nó ổn ổn để chúng ta áp dụng vào để chúng ta điều cái đồ án của mình cho nó ổn. Tại vì đồ án của mình nó có liên quan tới phần dữ liệu, thì mình cần tổ chức dữ liệu cho nó tốt để nó lưu trữ database, và có một vài cái góp ý ha, để cho chúng ta có thể là xây dựng database tốt để sau này chúng ta có thể mở rộng ra thêm, thay vì không chỉ là đồ án môn học gói gọn là những chức năng cơ bản như vậy, mà các bạn có thể mở rộng cái đồ án ra thêm, các bạn sẽ biên nó thành một cái đồ án tốt nghiệp cũng được luôn, nhưng mà gồm nhiều chức năng khác hơn nữa ha. Thì đó là cái mục đích của thầy đối với cái buổi mà các bạn làm cái database ngày hôm nay ha. Ngày mai ấy thì thầy với các bạn sẽ đi tìm hiểu thử là làm sao để làm API ha, làm API, viết API như thế nào ha. 2 tiết thôi thì thầy sẽ nói sơ qua phần API một tí rồi nói về cách chúng ta làm API. Thì em biết các nhóm mà trong tuần vừa rồi offline, các nhóm nào đã tìm hiểu chưa, thì các nhóm nào mà tìm hiểu rồi thì ngày mai có thể trình bày thử ha. Nha, mình tìm hiểu về API để giúp cho các bạn làm phần networking đó, để mình có cái phần kết nối giữa ứng dụng của mình với database nha. Đó là vấn đề của ngày mai các bạn ha. Rồi thì chắc hôm nay chắc mình sẽ stop ở đây nha các bạn, mình tạm dừng ở đây. Tại vì nếu mà đi review hết tất cả các nhóm thì không hết đâu, thì thầy thấy là review vài nhóm như vậy và có vài cái góp ý thì các bạn cố gắng ha, mình góp nhặt được những góp ý như vậy vào để mình chỉnh sửa lại cái project của mình cho nó hay hơn. Hoặc là nếu mà các bạn cần trao đổi thêm về database thì các bạn sẽ trao đổi thêm trên group, hoặc là các bạn liên hệ với nhau để trao đổi thêm nha. Các bạn có câu hỏi gì nữa không các bạn?